Ngại quá. Rồi, ôi chỉ sợ mạng không được thôi. Ui. Chị gắn thẻ vào đi, có gì nữa inbox vào cho em đi. Ghi là gắn thẻ Trần Ngọc Trang vào. Nhận diện khuôn mặt à? Ừ. Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới like, xấu hổ quá. Gắn thẻ à? Ok. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ bắt đầu live stream bán cho các tỉnh xa. Mi Thảo ơi, áo chị mặc 60 thôi em yêu nhá. Tất cả những cái váy đồ áo ở bên chị là 60. Hello Hiền. Ui đã 90 người xem rồi, nhanh thế. Cảm ơn mọi người nhá. Chị còn rất là nhiều sơ mi cổ nhá vậy anh nhá. Đấy, bên chị toàn những cái váy rất là đẹp. Từ hôm nay chị sẽ live stream bán. Chị ôi bà Trang cười dã man quá. Tại xấu hổ. Hello Trang, xin chào Thu Nga nhá. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ cái clip này nhá. Mình sẽ chọn ra 5 bạn mà chia sẻ nhiều nhất, mình sẽ tặng cho mỗi bạn một cái quần bò thêu rất là đẹp luôn ạ. Ok, xin chào Phương Anh nhá. Mọi người nhớ xem mình live stream như thế này, ai mà lấy hàng thì sẽ comment tên này, số điện thoại và địa chỉ giúp mình nhá. Mình sẽ ship tận nơi cho mọi người ạ, ship COD nhá. Ngọc Quyên ơi, Cần Thơ chào bạn. Hải Phòng chào bạn nhá. Váy chị mẫu mặc 150.000 nhá. Bây giờ mình sẽ mặc tất cả những cái váy thiết kế trước cho mọi người mua, và sau đó sẽ là like những cái váy thường hơn ạ. Chị đứng lên em xem áo nào. Đây, áo của chị đây. Đấy, 60.000 thôi nhá. Mình nhắc lại áo của mình đang mặc là 60.000, nhưng mà thực sự là không biết là còn hay không. Mình cứ mặc tạm. Chiến đi. Ờ đúng rồi Huyền em nhá, chị bây giờ chị đang ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Chị có ship nhá, bắt đầu từ bây giờ chị ship. Tất cả đừng có comment, đừng like. À quên, comment thôi, đừng bắn tim các kiểu gì ạ. Chị ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Thôi bắt đầu mình sẽ đông, rất là đông người xem rồi. Mình sẽ bắt đầu live stream váy thiết kế rất là đẹp ạ. Đây, năm nay đã đầu tư hẳn em người mẫu vô cùng xinh xắn để ship cho mọi người. Ok, có rất là nhiều quần bò Becky nhá. Mình có nhá, mình ship cả nước luôn. Ở đâu cũng ship. Hello Thu. Dành qua đây với chị đi mọi người, đừng bắn tim. Ừ, Mỹ Nhung ơi xin lỗi nhá, tại vì Facebook chị nhiều quá, chị không trả lời hết được. Chị thấy nhá, thương nhá. Đây, thôi không thể đọc hết được mọi người, Trang hãy cứu chị. Đây nhá. Cái váy thiết kế này vô cùng đẹp luôn. Đây mọi người có thể xem. Chỉ có hai cái thôi nhá, 150.000. Tất cả những cái váy thiết kế, tất cả những cái váy thiết kế ở bên mình là 150.000 hết. Rất là đẹp luôn ạ. Những cái váy như thế này mọi người phải mua từ 300.000 đến 400.000 luôn. Ok, mình báo giá rồi, mình đang báo giá luôn mà. Chị có rất là nhiều váy body nhá Ngọc Ánh nhá. Ngọc Ánh cứ xem nhá, váy mẫu xinh quá. Xinh thì mua đi. Ai lấy thì để lại số điện thoại và địa chỉ và tên nhá. Ba cái thứ đấy mình sẽ ship cho mọi người tận nơi ạ. Hằng Nguyễn này. Song Trang. Trang ơi, Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn à? Cái này 150.000 nhá mọi người nhá. Nói chung em ngồi đây này, ngồi dịch vào đây xong rồi ai chốt đơn em lấy. Rất là đẹp luôn nhá khách nhá. Cái này là váy dây này. Ở trên nó có bèo này, rất là xinh luôn, màu hồng rất là đánh bèo ạ. Đấy. Chân dê rất là đẹp luôn. Cái này hôm nọ mình cũng đã mặc rồi ạ. Chị thấy nhá, hoa vàng nhá. Váy này 150.000. Mình nhắc lại là những cái váy thiết kế mình đang like là đồng giá 150.000 hết ạ. Vô cùng rẻ luôn, rẻ gấp đôi ở bên ngoài luôn ạ. Mình lấy một cái hết, hai mẫu luôn. Mình sẽ thay hết rồi ạ. Hết rồi. Ok. Bạn nào lấy hàng nhớ, bạn nào lấy hàng thì nhớ comment tên này, số điện thoại và địa chỉ nhá. Mình sẽ ship tận nơi cho mọi người luôn ạ. Mọi người ơi nhớ hai cái trở lên thì mình sẽ ship tỉnh nhá. Còn nếu mà một cái thì mình sẽ ship quanh trung tâm thành phố thôi ạ. Có rất là nhiều mẫu váy body nhá mọi người nhá. Bên mình váy thiết kế vô cùng đẹp luôn. Đây mình sẽ cho mọi người xem váy thiết kế rất là xinh luôn. Mà mình nhắc lại là chỉ có 150.000 thôi. Vô cùng rẻ và đẹp ạ. Mẫu cao tí nữa chị hỏi lại mẫu nhá, chị cũng không rõ nữa. Minh Nguyệt. Ok Minh Nguyệt nhá, tí nữa sẽ có người ship hàng cho bạn ạ. Đây mọi người xem rất là nhiều váy đẹp luôn ạ. Mọi người nhớ chia sẻ clip này nhá. Tí nữa mình sẽ chọn ra 5 bạn mà chia sẻ nhiều nhất, mình sẽ tặng cho mỗi người một cái
quần bò theo rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết nhá. Mình sẽ tặng cho mỗi bạn cái quần bò theo rất là đẹp luôn, mới hàng mới về ạ. Rất là xinh luôn. À, có co giãn nhá mọi người nhá. 20 cái được giá xỉ nhá Đào Trang nhá. Ôi cảm ơn Mi nhá. Hôm nay thực sự là trông rất là kinh, bởi vì vừa nấu cơm xong mắm muối dầu mỡ bám đầy người. Trời ơi hôi hám cực luôn. Em lấy nhé. Ok Minh Nguyệt ơi, chị chốt đơn cho em rồi nhá. Tí nữa chị sẽ ship qua cho em. Có rất là nhiều áo phông nhá chị Phùng nhá. Đây mọi người ơi, cái váy này 150.000 thôi, rất là đẹp và rẻ luôn ạ. Những cái váy này hàng thiết kế mình đã dành riêng cho các cái khách lẻ ở xa, mà hôm nọ mình khai trương không qua được ạ. Đấy, rất là nhiều váy đẹp luôn. Váy ren nhá, thắt eo rất là xinh. Mọi người chờ một tí mẫu sẽ mặc lên để cho mọi người chốt đơn nhá. Xỉ 20 cái trở lên nhá Mi Kẹo nhá. Tất cả những bạn nào mà lấy xỉ thì có thể inbox cho mình nhá. 20 cái được giá xỉ nhá. Chỉ có rất là nhiều áo sơ mi họa tiết, áo bánh bèo như chị đang mặc, tách lô. Tách lô là 4X nhá, rất là đẹp và rẻ luôn. Chị bán lẻ thì có 60.000 thôi. Mọi người nhớ qua 134 Hoàng Minh Thảo mọi người mua. Mai Thanh ơi chị thấy nhá. Mọi người nhớ chia sẻ được nhiều bài viết nhá. Mình sẽ tặng cho mọi người quần sock rất là đẹp luôn. Rất là xinh. Đây bên mình váy thiết kế rất là đẹp luôn nhá. Váy này 150.000 nhá. Bạn nào thích thì nhớ comment tên và số điện thoại và địa chỉ. Mình sẽ cầm tận nơi đến cho mình sẽ ship tận nơi cho mọi người nhá. Đây. Tắt tiếng. Đấy, rất là đẹp luôn. Váy body nhá. Em cao bao nhiêu ấy, nặng bao nhiêu ấy đọc lên cho mọi người. Cao 1m66, 49 cân rưỡi. 1m46 nặng 50 cân nhá. Đấy là 1m66. 1m66 ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Mai Hương để chị cái váy ren hồng. Ok chị ơi, đây có phải váy ren hồng ấy không phải chị? Chị Mai Hương ơi, chốt lại của em nhá. Đây cái váy ren tầng này rất là đẹp luôn ạ. 150.000 thôi. Hello Nga Vũ. Mình thấy nhá Liên Nguyễn nhá. Nói chung mà có quá nhiều tin nhắn mình đọc mỏi mồm quá. Người chờ mình một tí ạ. Đấy, đây mọi người tập trung vào chuyên môn cái em mẫu rất xinh gái này đây. 150.000 thôi ạ. Đấy, đẹp chưa? Váy body nhá. Đấy. Ai mà lấy thì nhớ. Đây là mã số 2 nhá. Nó mã số 2 cho dễ ạ. Bạn nào mà lấy thì nhớ inbox cho mình ạ. Ok chị. Chị cho em, chị Mai Hương ơi, nhớ cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Ừ cái đấy em bỏ ra cho chị nhá. Ờ Thương Kiêu ơi lấy váy ren hồng ạ. Đây váy ren hồng này cũng rất là xinh luôn này. Váy ren hồng tầng này tí nữa chị sẽ cho mẫu mặc từng loại một. Rất là nhiều váy đẹp luôn. Mọi người ơi nhớ là chỉ có 150.000 nhá. Đồng giá thôi. Mọi người xem váy thiết kế đây. Mọi người đi bar hay là đi sinh nhật thì cực kỳ ok luôn ạ. Đấy em đứng xa vào đây cho khách nhìn. Mã số 2 nhá. Đây là mã số 2. 150.000 đồng. Là hàng váy thiết kế chất umi cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mọi người có thể đi sinh nhật hoặc là đi bar thì mặc rất là xinh. Hồng Duy Phạm ơi 150.000 nhá. Bạn có thể mua cho vợ, cho người yêu đi chơi rất là ok luôn. Cho em xem xét. Ok, áo vàng chị mặc 60.000 nhá. Đấy, rất là xinh luôn nhá. Bạn nào mà lấy cái mã số 2 này thì nhớ comment tên và số địa chỉ các kiểu ra để mình có thể ship cho mọi người nhá. Mai Thanh ơi tag thật nhiều tên vào để cho mọi người mua cho nhiều. Váy ren body có rất là nhiều nhá. Mọi người ơi nhớ cái này là 150.000 nhá. Mọi người có thể đặt lại tên và số điện thoại. Mình sẽ ship COD cho mọi người đến tận nơi ạ. Chị bán hàng này rồi nhá Ngọc Dung nhá. Em có thể qua xem. Mã 1 hết rồi nha Bạch Dương. Vừa đấy là mã số 2 nhá mọi người nhá. Mã số 2 ai lấy thì comment giúp mình. Ok áo như chị đang mặc rất là nhẹ nhàng và trông rất là xinh luôn. Cái này mọi người nhớ là bên mình tách lô chỉ có 4X thôi nhá. 4 mấy nghìn tùy theo số lượng mọi người lấy. Mọi người về bán 60-70 nghìn vẫn rất là đẹp. Đây, mọi người có thể xem như mình mặc đây, mình chỉ là mặc tạm thôi. Mọi người có thể kết hợp với một cái chân váy rất là đẹp luôn ạ. Hằng Nguyễn ơi vừa nhá, mặc rất là dễ. Đây, áo vàng như chị đang mặc đây, chị kết hợp với một cái quần đơn giản thôi. Đấy. Rất là xinh nhá. Màu đen nha bạn ơi, có màu hồng thôi. Cái này mà mọi người mà mặc đi học hay là đi làm trông rất là nhẹ nhàng và tiểu thư. Mà cực kỳ rẻ luôn. Mình nhắc lại là cái này mình bán 60.000. Bạn nào mà rảnh thì nhớ qua 134 Hoàng Minh Thảo để mua nhá. Vừa nhá Hoàng Huyền Nguyễn nhá. Like áo kiểu đi nhá. Chờ chị tí, chị đang like váy trước đã. Mình nặng
62, ở quê mình cao 1m62, nặng 52 cân nhá. Tức là mỗi một mã thì đọc cho là bao nhiêu cân vừa đấy. Đấy, rất là xinh. Đây, mọi người ơi, à, số 3 nhá, 150.000 nhá. Bạn nào lấy nhớ inbox lại số điện thoại nhá. Có. Mọi người ơi, ai mà lấy hàng thì nhớ cho mình tên và số điện thoại nhá. Ồ. Nhiều comment quá chẳng đọc được hết. Mọi người ơi, cái mã này là mã số 3 nhá. 150.000. Cái này thì bạn nào mà lấy thì để lại tên này, số điện thoại và địa chỉ thì mình sẽ ship tận nơi cho mọi người nhá. Mình sẽ ship COD ạ. Đấy, mọi người nhận hàng rồi mọi người mới gửi tiền. Váy gen rất là đẹp luôn nhá. Ở phía trên pha này, ở dưới là dáng xẻ rất là xinh luôn. Đấy, mọi người có thể xem em mẫu mặc rất là xinh. Gì em hỏi chị, hỏi thương kêu lấy cái gì? Em cứ đọc to lên. Đúng rồi nhá chị Phùng nhá. Tất nhiên là có sẵn hàng rồi chị mới gửi. À, chưa nhá Hương Trần nhá. 33 thôi cho thương kêu nhá. 33 thương kêu được rồi nhá. À, ok, báo số ký luôn. Thực ra thì những cái váy này rất là mặc rất là dễ luôn ạ. À, tại vì nó có co giãn ấy. Zoom Mama ơi, lấy một cái vàng ạ. À, ai lấy thì nhớ để lại tên và số điện thoại cộng như, cộng địa chỉ nhá. Thì mình sẽ chốt đơn và mình sẽ gọi điện lại để mình chốt lại với mọi người ạ. À, số 3, mã số 3 vừa rồi thì khoảng tầm 55 cân là đổ về là vừa. Chị có rất là nhiều váy body nhá. Có váy bánh bèo cũng rất là nhiều luôn. Đây là chị đang like cái rất là nhiều hàng thiết kế đây. Hàng thiết kế rất là xinh luôn. Đấy, mọi người có thể mặc đi tiệc này, đi bar rồi đi sàn các kiểu rất là xinh. Có cho hai len trần áo vàng thì Trang đang mặc nhá. Hai len trần áo vàng. Đấy, 150.000 là vô cùng rẻ luôn ạ. Đấy, khách có thể xem chất lượng của bên mình này. Khách cái này khách phải mua ở bên ngoài là 300-400.000 luôn. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết nhá, mình sẽ tặng rất là nhiều quần sóc bò. Đây bên mình đang có một núi quần sóc bò. Hiếm bò. Rất là xinh luôn nhá. Năm bạn mà chia sẻ nhiều nhất nhá, mình sẽ tặng cho mọi người ạ. Trang Dương ơi, lấy cái gì nhở? Hôm nay có về yếm nhá em nhá. Yếm chưa chị vừa giờ này, yếm bò rất là xinh. Bên mình chỉ bán lẻ là 80.000 thôi. Yếm bò rất là xinh, 80.000 thôi nhá mọi người nhá. Chị có áo sơ mi satin nhá, chờ chị một tí nữa chị mặc cho. Thanh Tâm ơi, cái váy đỏ vừa rồi hết rồi em nhá. Đào Trang ơi, em lấy cái gì em nhớ comment số vào đấy. Đây là mã số 4 nhá. Mình nhắc lại, đây là mã số 4 thì mọi người ghi nhìn cho dễ ạ. Mã số 4 váy bánh bèo rất là xinh luôn. Em bánh nhẹ cho quý vị nhá. Đây, tay nó có đính ngọc nhá. Em đứng sát vào đây này cho khách nhìn cho dễ. Đấy, đây là váy voan nhá. Vô cùng đẹp luôn mọi người ạ. Tay áo có hai cái tầng. Đây là mã số 4 ạ. Ai lấy nhớ comment tên, số điện thoại và địa chỉ ạ. Thì mình Nhung Cao ơi, chị thấy nhá. Em đặt cái mẫu gì nhở? Một sơ mi màu vàng ốc. Mọi người ơi nhớ ghi là cả mã số nữa, bởi vì mình nhiều quá mình không đọc được hết đâu. Đây mã là 4 chốt cho Kim Hoàn nhá. Mã 4 nhá. Kim Hòa nhá. Mã 4 là của Kim Hòa. Nhớ để lại số điện thoại và địa chỉ nhá. Phương Thảo lấy số 4 kìa. Mọi người ơi nhớ chia sẻ bài viết giúp mình nhá. Mình bạn nào chia sẻ nhiều thì mình sẽ tặng cho mỗi người một cái quần bò short jean này rất là xinh luôn. Tí nữa mình sẽ cho khách cho mọi người xem nhá. Like cả cái này luôn, rất là xinh. Đây, bên mình có cả tá cái quần bò này luôn. Mà giá lẻ mình nhắc lại là chỉ có 8.000 thôi. Cái này chỉ có 8.000 thôi nhá, rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều mã, nhiều size. Đấy, mọi người có thể từ size S. Nói chung là từ size S, M, L, nói chung là rất là nhiều size luôn. Mã 4 hết rồi nha mọi người nha. Mã 4 hết rồi nhá. Cái này là mọi người mua về có 8.000 thôi, rất là đẹp. Mà tách lô chỉ có 5X thôi. Mọi người mua về thì có thể bán những cái giá như mình thì rất là lãi, rất là ok rồi. Rất là xinh nhá. Ok, mã 4 nhá. Quay sau được. Đây, được, quay sau đây em yêu nhá, rất là đẹp luôn. Mình nhắc lại bên mình quần bò là 80.000 đồng. Mình nhắc lại là bên mình quần bò 80.000 đồng, rất là nhiều mẫu và đẹp và rẻ luôn ạ. Có rất là nhiều màu, nhiều mã. Trong khi chờ mà em kia mặc thì mình... Đúng rồi, Văn Cò nhá, 5 sản phẩm chị phi ship nhá. Em đăng lên chị ghi mà nhá. Ừ. Mọi người ơi, váy đây là váy thiết kế nhá. Cái này 150.000 mã số 5 nhá. Bạn nào lấy thì nhớ comment số 5 và tên cũng như là số điện thoại và địa chỉ, mình sẽ cầm đến tận nơi cho mọi người ạ. Em đứng xa vào đây. Rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đấy, váy rất là xinh mà chỉ có 150.000 thôi. Đây là váy thiết kế này, nó hơi bị cao một tí nhưng mà nó là chất lượng, ở bên ngoài phải bán 400 đến 500.000 ấy. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể xem, rất là bánh bèo luôn.
Đấy. Có tà em vặt bạt tà cho khách xem. Đấy. Cái này khoảng tầm 55 cân đổ về là mặc vừa nhá. Đây là mã số 5 nhá. Ai lấy thì comment cho Helen Trần nhá. Hết rồi. Helen Trần rồi à? Ok. Đấy, có rất là nhiều mã. Đây mọi người có thể xem. Bên quần bò bên mình. Đợi em nhẹ thôi. Từ giờ nhá, bên mình sẽ live, hôm nào cũng live stream cho mọi người, để mọi người ở các tỉnh xa có thể mua ở bên mình rất là rẻ và đẹp luôn nhá. Mình nhắc lại những cái quần bò như thế này mình chỉ bán là 80.000 đồng thôi. Đây mọi người có thể xem cái chất thêu của nó rất là đẹp luôn nhá. Mình sẽ dơ mà phải có mấy trăm mã luôn nhá. Đấy. Mã vừa nãy còn một cái nữa. Vừa nãy mã số mấy đấy? Số 5. Mọi người ơi, mã số 5 vừa rồi còn một cái nhá. Ok, hệ thống chắc là bị hack đấy cả. Shop chị ơi, em ở 7, em ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Mã số 5 cho thầy Hiền Vũ nhá. Đấy, cái váy này có hai cái mà. Váy này có hai cái. Hiền Vũ. Mọi người nhớ nhá, những cái này bên mình bán chỉ đồng giá là 80.000 đồng. Bên mình áo kiểu như mình mặc, mình nhắc lại là những cái áo kiểu như mình đang mặc đây chỉ có 60.000 đồng thôi. Đây là giá lẻ nhá, còn tách lô là 4X rất là xinh xắn luôn. Mọi người có thể về mặc kèm với sơ mi hoặc chân quần hoặc chân váy rất là ok luôn. Đây là mã số 6 nhá. Mã số 6 vô cùng đẹp luôn. Váy body pha gen này, mình cũng đã lấy một cái mình để mình mặc đi quẩy rồi. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Cái này số 5 mặc ôm người dã man luôn. Đấy. Đây là mã số 5 nhá. Ai lấy mã số 6 à? Mã số 6 nhá mọi người nhá. Số 6 này ai lấy thì comment số 6 tên và số điện thoại địa chỉ giúp mình thì mình sẽ cầm đến tận nơi cho mọi người ạ. Ship COD nhá. Nếu các bạn ở xa thì là mình sẽ báo nhá. 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Em lấy váy số 5. Số 5 hết chưa em ơi? Hết rồi ạ. Số 5 hết mất rồi. Đây là số 6 đi. Số 6 dồn đơn, chốt đơn cho Thương Kiêu nhá. Số 6 có người lấy rồi à? Thương Kiêu. Ok, số 6 của Thương Kiêu nhá. Đấy, có rất là nhiều. Mà chị chưa kịp ngắm nó đi. Buồn thế. Đây nhá mọi người nhá, shop rất là đẹp luôn. Bên mình cái các cái mã shop này vô cùng đẹp luôn, chỉ có 8.000 mà đủ size luôn. Em như vậy nhẹ nhàng thôi. Đấy, shop rất là xinh nhá mọi người nhá. Mặc lên rất là đẹp luôn. Tí nữa mình sẽ cho em mẫu mặc qua một số mẫu như thế này để cho khách có thể xem chất. Nói chung là bây giờ mình sẽ ship ở tỉnh xa ấy, nên là khách không phải lo là không mua được nhá. Những cái áo như thế này có 60.000 này, cái quần này có 80.000, tổng ra là chúng mình mặc có 140.000 thôi mà vô cùng đẹp luôn. Đấy, thêu bướm này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. 80.000 thôi ạ. Đấy, rất là nhiều váy xinh luôn. Váy thiết kế ở bên mình có rất là nhiều, mọi người chờ mình một tí nhá. Mình sẽ cho em mẫu mặc lên. Đây, 150.000 là quá rẻ luôn ạ. Đấy nhá. Váy này rất là xinh luôn đây. Váy body ôm nhá. Ở đây có, đây là mã số 7 nhá. Bạn nào lấy thì nhớ comment tên, số điện thoại và địa chỉ ạ. 150.000 nhá. Mình đang like hàng thiết kế là 100, tất cả đồng giá là 150.000 ạ. Đấy, mọi người có thể xem. Rất là đẹp luôn. Đây là hàng Umi rất là xinh luôn nhá. Đấy. Cái này có co giãn nên là khoảng tầm 55 cân đổ về mặc rất là ok luôn. Co giãn rất là tốt ạ. Đấy, rất là mặc rất là xinh luôn. Đấy, bên mình có rất là nhiều váy ren. Đây là mã số mấy đây? Số 7. Mã số 7 nhá mọi người nhá. Hằng Nguyên lấy số 7 cho địa chỉ cũng lại. Hằng ơi, bạn lấy số 7 thì bạn nhớ comment mã rồi số điện thoại và địa chỉ nhá. Mình sẽ ship tận nơi cho bạn ạ. Mình sẽ ship COD. Nhận hàng mới trả tiền ạ. Đấy. Ok. Của ai đấy? Hằng Nguyễn ạ. Cho địa chỉ số điện thoại. Hằng Nguyễn nhá. Của Hằng Nguyễn. Đấy, rất là nhiều mẫu thiết kế xinh luôn. Mọi người cứ chờ mình một tí. Có rất nhiều. Đợt sau mà mình có thời gian rảnh thì cả mình sẽ thay luôn. Tại vì hôm nay dầu mỡ bắn ra tung tóe hết người. Rất là hôi nên là không thể like, không thể mặc được cho mọi người xem. Mà thực sự là dạo này đang thiếu ngủ quá. Mắt như con gấu trúc luôn. Nên đâm ra là đợt sau mình sẽ cả mình và cái mẫu kia mặc thay phiên để cho mọi người đỡ phải chờ lâu ạ. Để cho Đào Trang. Số 7, mã số 7 cho Đào Trang nhá. Đào Trang cho địa chỉ mọi không? Người nhớ comment, nhớ ai mà lấy hàng ấy thì nhớ comment mã này, số điện thoại, địa chỉ. Mình sẽ ship COD tận nơi cho mọi người luôn. Mọi người nhớ cầm mua hai cái trở lên, nói chung là mua nhiều một tí mình sẽ free ship luôn cho mọi người ạ. Bộ ngủ tầm chiều mới về nha em nhá. Bây giờ chị like tạm cái váy thiết kế này, tối chị sẽ tự mặc bộ ngủ cho mọi người xem nhá. Đấy. Đây mọi người ơi, đây là mã số 8 nhá. Rất là xinh luôn, đây là váy ren tầng. Trông rất là yêu luôn nhá. Cái váy này rất là đẹp luôn này. Bạn nào mà đây là em mẫu cao 1m66 thôi nên là trông nó hơi bị ngắn một tí. Nếu mà bạn nào mà thấp hơn thì mà sẽ rất là ok hơn nhá. Có tầng rất là đẹp luôn này. Đấy, mọi người có thể xem rất là xinh.
Đây là mã số 8 nhá. Mã số 8, ai mà lấy thì có thể comment số điện thoại rồi tên đầy đủ thì mình sẽ gửi cho mọi người ạ. À, Phương Anh ơi, có rất là nhiều váy chờ chị một tí, chị đang phải like hàng thiết kế đã. Mọi người cứ an tâm, từ từ mình sẽ like từng cái loại hàng một cho mọi người ạ. À, mình nhìn thấy nhá, Thanh Thanh nhá. À, tại vì nó nhiều tin nhắn quá mình không thể đọc hết được, mọi người thông cảm giúp mình. À, bạn nào mà lấy sỉ thì có thể inbox số điện thoại, inbox trực tiếp vào nick trang dâu giúp mình, hoặc là liên hệ số điện thoại mà mình hay để trên Facebook ấy thì mình sẽ trả lời cho nhanh ạ. À, anh Thu ơi, 7 giờ chắc về rồi em nhá, quay sau lưng. Em quay sau lưng cho ok Hoàng Nguyễn nha. Mã số 7, mã số 8. Đấy, rất là xinh luôn nhá. Đây là mã số 8 nhá. Mã số 8 là của Hằng. Đào Trang ơi, cho chị xin số điện thoại và địa chỉ với. Đào Trang nhớ comment số điện thoại và địa chỉ giúp chị nhá. Ờ, mẫu rất là xinh luôn, đúng rồi, mẫu rất là xinh. Cực kỳ xinh luôn chứ không phải là xinh. Năm nay rất là đầu tư. Ăn chơi không sợ mưa rơi đúng không? Đây là phải thuê em mẫu xinh lung linh để mặc cho mọi người xem. Hoàng Yến thôi, em thấy chị nhá. Mọi người ơi, mình nhắc lại là mọi người khi mà mọi người xem cái clip này thì mọi người rảnh thì mọi người có thể chia sẻ bài giúp mình. Thì bạn nào mà chia sẻ rất là nhiều vào các hội thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái quần bò sock jean này rất là xinh luôn, sock theo ạ. Đấy, sock theo rách, đấy, rất là xinh luôn. Mình sẽ cầm, mình sẽ ship tận nơi cho mọi người. Nếu mà mọi người lấy hàng ở bên mình sẽ để luôn hàng quà tặng vào cho mọi người nhá. Quần 42 cân mặc thoải mái nhá. Có rất là nhiều size. Hoa Nắng ơi, áo em mặc còn nhá. Mã số 8 chốt cho Trang Đặng nhá. Ôi cái bình tĩnh chưa kịp ngắm. Từ từ. Hai màu nhá. À, hai màu. Hai màu và có cả màu đen nữa, ba màu. Có màu đen nữa em ơi. Em đứng dịch qua đây, em đứng dịch qua đây. Đứng sát à? Khách yêu ơi, 150.000 nhá. Mình nhắc lại cái này 150.000 giá vô cùng rẻ luôn. Đấy, chỉ mặc đây, mình chị sẽ cầm màu xám này. Có 3 màu nhá, màu xám, màu đen và màu sữa nữa. Đây là mã số 9 à? Mã số 9 nhá. Đây, hai cái này đây. Đây nhá khách yêu nhá. Màu đen này, màu xám này và màu sữa này. Đấy. Nó nhỏ thôi. Giá quần bò là 80.000 nhá. Thu Hà ơi, chị thấy em. Đây mọi người ơi, đây là mã số mấy đây? Số 9 nhá. Ôi số 9 rất là đẹp luôn, mình rất là thích số 9 này. Đấy, khách yêu ơi, mã rất là đẹp luôn. Nhìn màu sữa này, pha gen này, cái kiểu này cái cổ, nói chung là mọi người xem nhất định là phải xem cái chỗ cổ đấy, may rất là đẹp luôn. Mã 9 cho đơn cho Hiền Minh, lấy màu gì bạn ơi? À, nếu mà nó có mấy màu như thế này thì mọi người chốt cả màu giúp mình nhá. Đây, có cả màu đen này, em cầm cả màu đen, đúng rồi, ướm lên người cho khách xem luôn. Màu đen cũng rất là đẹp luôn nhá. Chị thấy nhá Hà ơi, chị rất xin lỗi bởi vì nó chạy nhiều tin nhắn quá, chị không thể đọc hết kịp được ấy. 5-7 cân vừa nhá chị yêu nhá. 5-7 cân rất thì vừa, đây eo nó rất là to luôn. Màu xanh. Đây là màu xám, màu xám. Màu xám nhá mọi người nhá, 150.000, cái đường ren rất là đẹp luôn. Đây là ren chỉ nhá. Cũng ngọc lệ đến màu xám. Ừ, mình sẽ dơ sát chất ở bên mình cho khách xem này, 150.000 hàng thiết kế. 39 màu xám chốt đơn cho Vũ Ngọc Lệ nha bạn ơi. Vũ Ngọc Lệ màu xám nhá, còn màu đen với màu sữa này có ai chốt chưa nhỉ? Hiền Minh thì Hiền Minh lấy màu gì? Màu sữa Lan Anh. Ok Lan Anh ơi, tí nữa mình sẽ chốt đơn cho bạn nhá. Lan Anh lấy màu sữa. Ok. Màu đen này của ai nào? Màu đen này rất là đẹp luôn. Ok Hiền Minh ơi, màu xám của bạn nhá. Đây còn màu đen rất là đẹp luôn. Khách yêu ơi, cái này ở viền này rất là đẹp luôn này, nó là kiểu da pha rất là xinh luôn. Màu đen này rất là đẹp luôn nhá. Đây là mã số 9 nhá, bạn nào lấy thì có thể inbox cho mình để tí nữa mình có thể chốt đơn. Trước khi mình gửi hàng cho mọi người, mình sẽ chốt lại đơn để mọi người biết rõ là mình đã được lấy những cái gì nhá. Ok, bạn Duyên Hạnh nhá, màu sữa nhá. Đầm ren tay dài cho em xem lại. Ở bên chị có rất là nhiều mẫu, chờ chị một tí nhá. Ok, rồi em, đây là mã số 9 nhá, bạn nào lấy mã số 9 thì comment nhá. Chắc là có rồi nhưng mà vẫn, tí nữa ấy. Đây này, đây váy ren này. Đấy, rất là nhiều váy ren đẹp luôn. Mọi người cứ chờ một tí để em mẫu thể mặc. Ngày mai mình đỡ mệt thì mình sẽ, cả mình cũng sẽ mặc luôn để cho khách nhìn cho nhanh. Đấy. Đây là mã. Mã này thôi, tí nữa chờ mọi người. Màu đen hạnh phúc thời gian. Ok nhá, mình sẽ chốt cho bạn. Tâm ơi lấy nhiều thế. Chết rồi Hoàng Yến ơi, bạn lấy cái gì nhỉ, khổ thân. Mình xin lỗi nhá, mình không thể nhìn kịp được. Tô Yến Phương màu đen à. Mọi người ơi, cái này là 150.000 nhá. Mình nhắc lại là hàng thiết kế ở bên mình là 150.000. Mọi người comment cả địa chỉ nhá.
mọi người nhớ comment cả địa chỉ nữa. Thì nói chung là đầy đủ thông tin thì mình sẽ gửi cho nhanh hơn. Đây, đây như cái váy thiết kế này ở bên trong nó đã lót một cái lớp mà áo ngực rồi. Mọi người không cần phải mặc áo ngực nữa. Đấy, trễ vai rất là đẹp luôn. Chị thấy nhá Lê Minh nhá. Rất là xinh luôn. Nói chung mọi người chốt đơn tí nữa mình sẽ báo lại nhá. Đây là váy body này, bạn nào thích váy body thì báo mình này. Đây là mã số 10 này. Body rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn ấy. Váy body rất là xinh nhá. Mình nhắc lại là 150.000 thôi. Váy này bạn nào mà thích đi bar mặc rất là sang chảnh luôn. Hoặc là đi mặc đi đám cưới màu đỏ rất là hợp với đám cưới ạ. Mình xin lỗi nhá Thủy nhá, tại vì nhiều tin nhắn quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ tập trung mình đọc tin nhắn của mọi người. Mã 8 hết mất rồi nhá. Bây giờ là mã 10 ạ. Bạn nào lấy mã 10 thì có thể comment giúp mình với. Hàng thiết kế váy xòe, có rất là nhiều váy xòe nhá bạn Nhung Lê nhá. Quỳnh Mai Trần ơi, em lấy cái đen chị cầm. Quỳnh Mai Trần, em comment ngay số điện thoại các kiểu cho chị để chị có thể để cho em nhá. Cái váy này rất là đẹp luôn, 150.000 thôi, không cần mặc lên đã thấy đẹp rồi. Cái này bạn nào lấy nhỉ? Cái này ai lấy nhỉ? Ngọc Mai Trần nhá. Cái này mình lấy cho bạn Ngọc Mai Trần nhá. Ờ ok, Ngọc Mai Trần nhớ để lại số điện thoại cho chị. Quỳnh Mai Trần à. Cái này là mã số 10 này, bạn nào lấy số 10 thì comment giúp mình. Em chốt ai thì em đọc cho khách để khổ thân khách nhá. Đọc cho tớ xem bao nhiêu. Cái này 150.000 nhá mọi người nhá. Váy body rất là đẹp luôn, pha hàng gen này. Đấy, rất là xinh. Đây là chất của Ngọc Ellie. Ngọc Ellie cho địa chỉ số điện thoại nha bạn nhá. Ngọc Ellie ơi, nhớ để số điện thoại cho mình nhá. Mọi người nhìn này, cái cúp rất là đẹp luôn. Chỉ số điện thoại ưu tiên trước. Bạn nào mà cứ comment được đầu tiên thì mình sẽ để cho bạn ấy ạ. Đây mọi người xem, ở ngực đã có một cái lớp lót rồi. Nên là mọi người, cái này mọi người không cần mặc áo ngực cũng được ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, không cần phải mặc nữa. Để cho đỡ bị lộ dây ạ, ok, mã 10 nhá. Bây giờ mình sẽ mặc sang các cái mã khác. Rất là nhiều mã luôn, mọi người có thể chờ mình một chút. Để mình có thể cho em mẫu mặc từ từ đã. Rất là nhiều mẫu xinh luôn. Rất là nhiều váy body này, chất gen ở bên mình đây nhá mọi người nhá. Hàng thiết kế đẹp lung linh luôn. Cái này mà ở bên ngoài phải bán 400-500 nghìn đấy. Đây mọi người có thể xem rõ chất bên mình này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mình nhắc lại là 150.000. Bên mình còn bán rất là nhiều váy 80.000 và quần short 80.000, áo kiểu 60.000. Nói chung là rất là nhiều hàng. Ví dụ như quần bò này mình bán có 80.000 thôi. Thì tí nữa mình sẽ chốt đơn cho mọi người. Quần bò thì mình có bạt ngàn mẫu luôn ạ. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn nhá. Tâm Phạm chỉ váy thiết kế mình có xỉ nhá. Xem váy xòe đi mọi người ơi, chờ mình một tí. Để mình mã 10, Thảo chị ơi, chờ chị một tí nhá. Để chị cho Ngọc Ellie hết rồi. Mã 10 là của Ngọc Ellie nhá. Đây. Ui vẫn còn váy này này mọi người ơi. Vừa đấy bạn Ngọc Mai Trần đã lấy một cái rồi. Còn một cái này bạn nào thích không ạ? Đấy rất là xinh. Bạn đứng lên mình ngắm dáng áo ở Vi Phương ok. Đây nhá, dáng áo rất là đẹp luôn ạ. Những cái áo kiểu này ở bên mình bán chỉ có 60.000 thôi. Đấy mọi người xem mặc 60.000 thôi mà rất là đẹp rồi. Đây là mình mặc tạm cái quần thôi, trông nó bình thường. Nên là bạn nào mà thích thì về có thể phối với một cái chân váy rất là ok luôn ạ. Chị thấy nhá Hồ Trang nhá, cái này bên chị đang bán có 60.000 thôi. Những cái áo kiểu ấy rất là xinh. Cái này là 150 này, ai lấy nhỉ? Xỉ sóc bò 6X nhá. Nếu mà bạn nhặt mẫu thì là 60 mấy nghìn tùy theo số lượng bạn lấy. Còn nếu mà tách lô thì chỉ có 5 mấy nghìn thôi. Nói chung mà rất là rẻ luôn. Em comment trước à? Thảo chị comment trước. Nói chung là chờ chị một tí. Tí nữa chị sẽ xem lại like và chị sẽ chốt. Bạn nào đặt trước thì chị sẽ báo mà. Linh Mít ơi, bạn lấy cái này đúng không? 150.000 nhá, bạn nhớ comment số điện thoại. Mọi người ơi nhớ comment số điện thoại và địa chỉ để cho nó dễ ạ. Mình sẽ chốt đơn sẽ dễ hơn. Út Thảo cho em cái áo váy ren này á. Nhưng mà hình như bạn Linh Mít bạn ấy inbox trước rồi. Thế em lấy cái sang cái mã màu đỏ được không? Cái này có hai màu thôi, rồi tí nữa chị sẽ cho mẫu mặc nhá. Bây giờ sang mã này đã. Mã này là số bao nhiêu nhỉ? 11 nhá. Đây là mã số 11, váy body màu xám rất là đẹp luôn. Có hai hay là ba cái đấy. Nên là mọi người đặt thoải mái nhá. Ở đây có một bông hoa rất là xinh. Đấy mọi người có thể xem váy này đi dự tiệc hoặc là đi đám cưới thì cực kỳ đẹp luôn. Nổi hơn cả cô dâu luôn ạ. Linh Mít thôi, chỉ cho cần cho địa chỉ số điện thoại cho bạn nhá. Cái đấy chưa có mã. Xỉ bao nhiêu cái? Xỉ trên 20 cái nhá mọi người nhá. Đây là mã 11 ạ. Mọi người ơi đây là mã 11. Mình nhắc lại đây là mã 11 10 10
11 màu xám rất là đẹp luôn. Ở đây là đính hoa van này. Ở đây là chất umi rất là đẹp luôn. Em hất tóc ra sau là hai cái sen. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mã 11 đấy. Cho nên tuyết lốp. Tuyết ơi, ok bạn nhá. Lấy cái này nhá. Mình sẽ mẫu đứng gần đi, ok, để mình bảo em mẫu đứng gần. Đấy đúng rồi, em cứ đứng sát vào đấy. Rất là đẹp luôn nhá, đây mọi người có thể xem luôn cái chất lượng của nó, của hàng luôn. Để mọi người có thể đặt. Mình nhắc lại là 150.000 nhá. Ok Tuyết nhá, em lấy cái này vẫn còn nhá, cái mẫu này vẫn còn. Bạn nào mà thích lấy thì có thể inbox số điện thoại và địa chỉ giúp mình với. Mọi người ơi, cái mã này vẫn còn nhá. Mình chẳng nhớ là nó là mã bao nhiêu cả, nhưng mà rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể mua cái váy này rất là xinh luôn. Mã 11, ok Phương Thảo nhá. Chốt luôn bạn Phương Thảo. Nói chung là nó có mấy cái ấy, tí nữa mình sẽ lại báo lại cho mọi người. Cái váy này body này mặc rất là đẹp này. Mà rất là tiếc thì mình đang mặc cái áo này, chẳng nhẽ lại lột y ra để mặc thử cho mọi người xem. Đồ ngủ 65 nhá em yêu nhá. Đồ ngủ kimono rất là xinh luôn. Tối nay chị sẽ quay clip. Tí nữa hàng về rồi chị sẽ quay clip mặc cho mọi người xem trực tiếp luôn cho dễ ạ. Mình chuẩn bị về cái bộ ngủ rất là xinh. Kimono chứ cũng chỉ có 80.000 thôi. Khách nào mà thích thì có thể inbox cho mình nhá. Từ giờ bên mình sẽ ship lẻ cả nước luôn. Nên là ai thích thì báo giúp mình ạ. Cứ cái mã 11 cho em không? Đi ra đây, đi ra đây. Cái đấy. Màu hồng chứ. Mọi người ơi, cái váy vừa nãy mẫu mặc có cả màu hồng nữa nhá. Màu hồng rất là xinh luôn. Đây là mã 11 nhá. Bạn nào lấy cái màu hồng này thì có thể inbox là màu hồng giúp mình với. Mã 11 màu hồng nhá, rất là xinh luôn. Đấy. Bạn nào lấy thì cứ inbox giúp mình, tí nữa mình sẽ đọc ạ. Đây, ok, lại tiếp tục váy thiết kế. Em đứng sát vào đây vào. Đứng thật sát vào cho khách xem. Váy này rất là xinh luôn. Đây là van đúng không? Chất sạn. Nhục thế không biết chất gì. Một chất đơn cho Quỳnh Nguyễn Thị. Chất thun dày. Đây là Umi. Đây là mã 12 nhá. Đây là tiếp tục là váy thiết kế rất là đẹp luôn. Dày. Cực kỳ dày luôn. Đây là chất Umi nhá. Đấy, mọi người có thể xem em mẫu mặc. Rất là xinh luôn ạ. Lục kiều hoa, váy 40 cân mặc gen màu đen 58 cân vừa nhá bạn nhá. Gen màu đen này 58 cân vừa. Cái váy này, như em mẫu mặc này chỉ có 55 cân đổ về thôi. Đây là mã 12 nhá. Bạn nào lấy mã 12 thì có thể inbox giúp mình. Mình nhắc lại là 150.000 hàng váy thiết kế đồng giá luôn để cho mọi người dễ mua nhá. Màu hồng 11, ok Hà Trần ơi. Mọi người nhớ comment cả số điện thoại luôn để mình có thể tí nữa mình có thể gọi điện lại chốt đơn giúp mọi người nhá. Đây là mã 12 nhá, màu đen rất là xinh luôn. Đấy, cái này là có vạt này rất là đẹp luôn. Rồi, rất là còn rất là nhiều váy luôn, mình sẽ để cho em mẫu mặc váy màu trắng. Mã 12 đây, đốt chốt đơn cho Đinh Diệu Linh. Mã 12 của Đinh Diệu Linh nhá. Ok, chị thấy em nhá, Út Thảo nhá. Mọi người ơi, mọi người cố gắng chờ mình một tí. Bởi vì nó quá nhiều tin nhắn, mình không trả lời được. Tí nữa mình thoát comment ra thì mình sẽ trả lời từng bạn ở phía dưới luôn nhá. Mọi người ơi, bên mình bán sỉ là chính. Mình chỉ bán lẻ để cho các khách tỉnh xa mua được đồ rẻ và đẹp thôi ạ. Ví dụ như cái quần bò này bên mình tách lô là 5X nhỏ. Nghĩa là năm mấy nghìn tùy theo số lượng mọi người lấy. Mọi người có thể về bán như mình là 80-90 nghìn. Rất là rẻ luôn ạ, ở bên ngoài không bao giờ có giá như thế này đâu. Thì mọi người đã lãi rất là ok rồi. Rất là nhiều mã xinh ạ. Đây là cả một tập luôn, nói chung là mọi người có thể vào trong tường mình để mọi người xem. Rất là xinh luôn nhá. Em vẫn đi cho đấy nhá. Còn cái em thích. Cái váy này còn ạ? Không, quên cho con một cái. Mọi người ơi, váy này còn này. Bạn nào lấy thì... đây mình cũng chẳng nhớ là mã mấy nhá. Cái váy này ai lấy thì có thể inbox lại giúp mình với nhá. Rất là xinh luôn. Cái này là 150.000, bạn nào lấy cái này không ạ? Mình thấy nhá, Quyên nhá. Mình thấy bạn ạ. Đấy. Thôi, được rồi, bình tĩnh. Mã 13. Mã 13 là váy công chúa rất là xinh, hôm nọ mình cũng đã mặc rồi, rất là. Mã 12 hết rồi nha Kim Hoàn ơi. Mã 12 hết rồi nhá Kim Hoàn nhá. Comment 12 trước mà. Ok, tí nữa mình cũng có xem lại like để mình xem bạn nào comment trước, bởi vì ở đây rất là nhiều comment nó hay bị nhảy lên ấy, mình không thể đọc được hết. Mọi người ơi, màu trắng này rất là xinh, 13 nhá. Mình nhắc lại là 13 rất là đẹp luôn, 150.000 thôi.
Mọi người nên nhớ là cái váy này mà tất cả mọi nơi đang bán trên 300 nghìn nhá. Nhưng bên mình chỉ bán 150 nghìn thôi. Váy tầng rất là xinh luôn ạ. Đấy, 13 xem cho Helen Trần nhá. 13 là của Helen nhá. 13 là của Helen. Và còn một cái nữa, bạn nào chốt thì cứ viết đi. Tí nữa mình sẽ xếp theo thứ tự, bạn nào comment sớm thứ nhất hoặc là thứ hai hoặc thứ ba có bao nhiêu thì mình sẽ ship cho mọi người nhá. Tí mình sẽ chốt lại đơn. Đây là khách không phải lo đâu ạ. Đấy, váy công chúa rất là xinh luôn nhá. Mình nhắc lại là 150.000 thôi. Mọi người nhớ là đừng like, đừng bắn tim hay là gì, bởi vì mạng nó hơi bị lag một tí. Đây mọi người ơi, bên mình nhá, váy thiết kế còn vô vàn luôn. Hôm nay mình sẽ dành tình yêu, tất cả tình yêu của mình cho khách ở xa. Khách chờ mình một tí. Mẫu cao 1m66 nha em nhá. Mẫu cao 1m66. Mã 13 chốt đơn cho Đinh Diệu Linh nhá. Bên mình váy thiết kế, hàng thiết kế quá là đẹp luôn. 150.000 đây, mọi người có thể xem chất của nó nhá. Rất là đẹp. Đấy, mọi người nhớ có thể là rảnh thì chia sẻ bài giúp mình nhá. Mình sẽ, tí nữa mình sẽ tìm bạn nào mà chia sẻ thật là nhiều. Mình sẽ tặng cho mỗi bạn một cái quần jean, sock jean này rất là xinh nhá. Việt Nam nói là làm nhá. Việt Nam nói là làm, nói dối làm chó luôn. Đấy, xinh chưa? Nhớ chia sẻ nhá. Mình sẽ tặng cho mọi người ạ. Mọi người chờ mình một tí để cho em mẫu mặc tiếp tục nhá. Quần jean có rất là nhiều luôn, nói chung là cả một núi luôn ạ. Tí nữa mình cũng sẽ lại like quần jean, quần sóc bò này cho mọi người, để mọi người mặc mùa hè rất là đẹp luôn nhá. Mã 13 vừa nãy là váy công chúa rất là xinh. Váy mẫu mặc ủa xinh quá ủa. Mã này 14. Mình thật sự quá đau đầu, bởi vì nó quá đẹp. Chẳng nhẽ là dành với khách để mặc, buồn lắm. Mã 14 nhá, mình mua người bán không? Mình không bạn ạ. Nếu mà có thì nếu mà bạn có thể trả được thì mình xin bán với cái giá rẻ hơn là 10 tỷ thôi ạ. 10 tỷ nhá bạn nhá. Ok, cảm ơn Ánh Dương nhá. Nói chung là ai cứ chia sẻ thật nhiều tí nữa mình sẽ tìm. Mình nhắc lại, cái váy này là 150.000 đồng. 55 cân đổ về. Và mã 14. Bạn lấy 14 nhanh tay comment nhá, bởi vì cái này ở trên ở ngoài phải bán. Mã 14 chốt đơn cho Thu Hương. Thu Hương. Cái này địa chỉ đúng lại. Cái này chứ mình nói thật chứ mà đi đám cưới nhá thì cô dâu cứ xác định luôn. Xác định là chết dở rồi. Đấy, 14 nhá. Mình nhắc lại mã 14 em đúng xác ở đây để cho khách xem chất lượng. Đây nhá khách yêu nhá, 14 150.000. Đây khách có thể xem đẹp lung linh. Lung linh là lên luôn. 14 đây, 14. Ok, 14. Mọi người nhớ comment nhớ bạn nào mà lấy thì nhớ comment đầy đủ địa chỉ thông tin thì mình sẽ ưu tiên bạn ấy hơn nhá. Bạn nào mà comment đầy đủ ưu tiên thông tin thì mình sẽ ưu tiên các bạn ấy trước ạ. Còn rất là nhiều váy là mọi người tha hồ mọi người xem, từ nay mình sẽ livestream rất là nhiều luôn ạ. Hôm nào mình cũng sẽ rảnh cái mà mình sẽ livestream cho mọi người. Mọi người ơi đừng bắn tim thả tim các kiểu gì nhá. Bởi vì mạng quá lag. Mã 14 hết rồi nhá, bởi vì quá nhiều comment mình chóng mặt quá. Bình tĩnh. Rất là nhiều váy luôn, chóng mặt quá. Đấy, rất là xinh luôn nhá, rất là nhiều hàng thiết kế. Bạn nào mà comment địa chỉ số điện thoại trước sẽ được ưu tiên trước nha mọi người nhá. Hàng thiết kế đẹp. Comment địa chỉ số điện thoại ạ. Đẹp lung linh luôn ạ. Nhớ comment đầy đủ thông tin thì mình sẽ ưu tiên bạn ấy hơn. Đây. Nói chung bên mình có rất là nhiều váy đẹp đang chờ khách yêu rước về thôi. Mọi người cứ bình tĩnh để cho thích bà chủ rồi, cảm ơn bạn. Mình có 3 con rồi nhá. Tuấn Thi không thả thính linh tinh nhá. Mình có 3 con rồi ạ. Mã 14 hết rồi nhá Nguyễn Phương ơi, hết rồi. Đây là mã 15. Nào ai lấy mã 15 mình nhắc lại là 150.000 đồng. Bạn nào mà lấy thì comment đầy đủ thông tin ở dưới comment giúp mình sẽ ship COD cho mọi người nhận hàng. Mọi người ơi đẹp chưa? 150.000 nhá, mình nhắc lại 150.000. Đẹp lung linh luôn. Quá là lung linh. Mình nhắc lại là lung linh. Đấy. Tá và vung bay phấp phới lung linh tinh nhá. Đấy, rất là mát luôn. Đấy, rất là xinh. Cái này mà mặc đi biển ấy, mình nghĩ là mặc đi biển cái váy này cũng rất là đẹp luôn này. Mã 15 chốt đơn cho Lơ Tơ Mơ. Úi dồi, Lơ Tơ Mơ. Bạn ơi, mình khuyên là lên đổi tên Facebook nhá. Để cho đọc nó hơi bị đỡ sái mồm tí ạ. Rồi, ok, mã 15 nhá, rất là đẹp luôn, 150.000 thôi. Khách yêu bình tĩnh, có rất là nhiều màu, nhiều mẫu rồi. Bình tĩnh nhá, có rất là nhiều màu ạ. Bên mình có rất là nhiều váy công chúa này. Xòe rồi suông rồi body đầy đủ hết mọi người. Mọi người ơi đừng bắn tim. Bạn nào đang bắn tim hãy ngưng lại cái
ngưng lại cái trò đấy. 14, 14 chốt ai đây em yêu ơi? Thu Hương, Thu Hương nhá, mã 14 của Thu Hương ạ. Và chỉ thích ngắm bà chủ thôi. Cái gì đây? Đẹp chưa mọi người ơi, rất là nhiều mẫu xinh nhá. Còn rất là nhiều váy. Mã 15 hết rồi nha chị ơi. Rất là nhiều váy đẹp luôn, mọi người chờ mình một tí để cho em mẫu mặc. Hôm nay nó hơi, đây là lần đầu tiên mình bán live nên là nó hơi nhiều bỡ ngỡ, khách yêu thông cảm tí. Rất là xinh luôn nhá, đây là mã số 16 nhá, 150.000 mã số 16. Ok hệ thống ơi, em cứ an tâm là tí nữa chị check đơn cho ai chị sẽ xem lại live để chị báo nhá. Mã số 16 nhá mọi người nhá. Bina ơi, chiếc bị trôi rồi, chị ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Ok, cảm ơn Ngọc Hoàng rồi, tính chị rất là vui tính và tếu tếu ấy. Xem máy xuông rất là nhiều. Em comment đầy đủ. Ok, rắn độc ơi, em an tâm là tí nữa mà chị xem thì chị sẽ báo lại nhá. Chị sẽ báo lại và chơi rất là công bằng luôn. Bạn nào comment sớm thì chị sẽ để cho bạn ý. Mình đây là mã 15 16. À? Đây là mã 16 nhá, mình nhắc lại. Chốt đơn cho Thảo Thảo. Mã 16 là của Thảo Thảo nhá. Rất là xinh bình tĩnh. Chưa kịp ngắm gì nó đã đi rồi. Đấy mọi người xem xinh chưa? Thực ra là vừa live stream này vừa quảng bá các sản phẩm của quán mình. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể xem váy công chúa này rất là xinh. Hôm nọ mình khai trương mình chỉ có bán có 80.000 thôi. Rất là ưu tiên cho khách ở gần luôn. Đây là hôm nay khách xa phải thông cảm một tí. Đấy 150.000 nhá. Rất là đẹp luôn. Xinh chưa? Đấy. Mình bán giá này thực sự là mình cảm thấy nó vẫn hơi cao một tí. Đây là mọi người thông cảm nhá. Bởi vì thực ra thì bán like như thế này rất là hên xui. Bởi vì rất là nhiều bạn tính không tốt sẽ bùng đơn. Đấy mà mình sẽ bị hoàn lại rất là nhiều. Thực ra là bán chắc là chẳng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà bị hoàn lại còn khổ nữa. Nhưng mà thực sự là rất là quý khách ở tỉnh, rất là thích mua quán ở đồ bên mình ấy. Nên là mình sẽ cố gắng mình bán. Nếu mà mọi người rất là tốt đối với mình, nhưng kiểu là không bùng đơn nhiều ấy, thì mình sẽ càng ngày càng giảm giá thật là rẻ cho mọi người mua nhá. Còn bây giờ thì thông cảm là nó hơi bị cao một tí. Bởi vì mình tính cái kiểu là chắc là bán đưa đi 100 đơn thì có khi là bị gửi về mất khoảng 30 đơn thì chết. Đấy thôi mọi người thông cảm nhá. Ok chào Huyền Linh nhá. Mã 16 hết rồi ạ. Chị có rất là nhiều đầm sơ mi bên chị, đầy đủ các loại hàng luôn. Bộ ngủ rồi sơ mi rồi áo phông rồi áo kiểu như chị đang mặc, là váy thiết kế, váy thường, nói chung là sóc bò, nói chung là đầy đủ hàng nhá. Bạn nào mà thích lấy xỉ ở bên mình có thể inbox cho mình để mình trả lời cho mọi người dễ hơn ạ. Đây là mã 17 nhá mọi người nhá. Có màu hồng và màu sữa này, em ướm cái màu hồng vào trong người em nhìn rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đây là váy thiết kế dây nhá, bạn nào mà đi tiệc đấy, hoặc là cái chị nào mà lớn tuổi một tí mà mình mặc đi dự tiệc với chồng chẳng hạn, ôi giời ơi, xác định các vợ bà khác cứ xác định đấy nhá. Màu hồng rất là đẹp luôn. Mình nhắc 17. Lại là mã 14 hết rồi ạ. Mã này mã 17 à? 17 nhá. Mã này mã 17 có cả màu hồng và màu sữa đấy, mọi người xem rất là xinh luôn đấy. Mã này là dây nhá, ai thích thì comment mã 17 và giúp mình ạ. Ô có chứ Quỳnh Mai ơi, qua trực tiếp chị có bán mà. Mình nhắc lại là mã 17 rất là đẹp luôn nhá. Chị có nhá, quý nhá. Mình rất là nhiều đẹp luôn. Chị ơi ở gần Phương Chi ơi, đúng rồi em ơi, rẻ hơn nhá. Qua quán sẽ được rẻ hơn ạ. Chị nhìn thấy Thanh Hoa nhá. Cái này 150.000 nhá. Mình nhắc lại là tất cả các váy thiết kế mình đang live stream như thế này là đồng giá 150.000 để cho khách tỉnh xa mua. Bạn nào mà thích thì có thể comment đầy đủ thông tin vào, mình sẽ ship COD cho mọi người ạ. Đây là mã 17 này, bạn nào lấy thì cứ comment inbox cho mình. Em quay cả người ạ. Chắc có nhiều bạn bây giờ đang xem ấy. Đấy rất là xinh luôn ạ. Mã 17 nhá, mình nhắc lại 150.000 đồng. Đấy rất là xinh luôn. Rồi. Ok em mã 17 chốt đơn cho Mộc Lan, màu da cả hai cái ok. Ok Lan, bạn luôn nhá, cả hai cái nhá, Mộc Lan cho mình địa chỉ. Thực ra thì mình nhắc lại là bạn nào mà đang bán shop ấy thì mọi người có thể mua giá lẻ ở bên mình như kiểu 150.000, mọi người về bán 300 vẫn là rất là ok luôn ạ. Đây là các khách sỉ rảnh cũng có thể xem mua với giá lẻ cũng được, nhưng bởi vì nó quá rẻ luôn ạ thì về bán rất là ok. Trang ơi, mình ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Mọi người có thể vào trang cá nhân của mình để mọi người có thể ấn chế độ theo dõi hàng ở bên mình về rất là nhiều luôn. Giá rất là rẻ luôn ạ. Những cái áo kiểu, mình nhắc lại những cái áo kiểu như mình đang mặc như thế này. Những cái áo kiểu như mình đang mặc như thế này chỉ có 60.000 đồng thôi.
Chị cứ lấy xỉ lấy để ạ. Không mà ấy, hàng này của khách xa rồi nhỉ. Khách xa chị nhỉ. Hết rồi. Các bạn dưới quán không? Không ạ, dưới quán thì còn váy thường không chị ạ. Hôm nọ em bán được hôm mùng 7 rồi. Bây giờ chỉ có bán để dành. Chị phải qua quán cơ, em không trả lời nhiều quán trả lời hết ấy. Ok nhá, bạn nào mà trả lời mọi mình lấy xỉ ấy, mọi người inbox cho mình. Đây ví dụ như cái áo mình nhắc lại, như cái áo mình đang mặc đây chỉ có 60.000 đồng thôi nhá. Áo kiểu rất là xinh luôn. Cái này mọi người trông mặc trông rất là tiểu thư luôn. Đấy, tay rất là điệu này. Mặc đi học đi làm trông rất là nhẹ nhàng. Mọi người chị cũng không biết được váy đen đỏ 150.000 nhá. Mình nhắc lại là 150.000 ạ. Ờ em ở Hải Phòng, chị Lan Hương nhá. Mình có xỉ nhá. Mã 18 này rất là đẹp luôn. Hôm nọ mình cũng mặc lên cho mọi người xem rồi. Ở giữa ngực đây là nó pha một ít ren. Đấy. Rất là sexy luôn. Mọi người ơi, hàng mới. Bạn nào mà và bảo là hàng si thì mình sẽ gửi tặng bạn ý 10 triệu luôn ạ. À 100 triệu đi. Đây là hàng mới nhá, chắc là mọi người thấy rẻ quá đúng không ạ? Đây là tại vì bên mình ôm lô số lượng lớn hàng buôn nên là mình sẽ được cả hàng đẹp lẫn hàng xấu. Hàng xấu mình sẽ bán rẻ đi, còn hàng đẹp mình bán cao hơn một chút. Đấy, 18, đây là 18 đúng không? 18 có rất là nhiều. Mẫu 18 này có rất là nhiều nên là mọi người cứ comment nhá, mình nhắc lại là 150.000 đồng. Đúng sát à? Đúng sát à? 18 chốt đơn cho Như Quỳnh. Đây nhá mọi người xem nhá. Có rất là nhiều. Cái mã 18 này có rất là nhiều nên là ai thích thì cứ có thể comment. Xắn eo lên nhá mọi người nhá, váy nhũ đây. Đấy. Cái này mà bạn nào mà hay thích mặc đồ của Trang Mễ rất là đẹp luôn. Bán toàn 300-400, bên mình bán 150.000 thôi nhá. Đây là mã 18. Cái mã này co giãn rất tốt, bao nhiêu cân cũng mặc được. Đây mọi người xem, co giãn cũng kéo căng được rất là căng luôn ạ. Thằng Nguyễn lấy mã 18 kèm số điện thoại cho mình nhá. Mã này nhá, đặc biệt là bạn nào mà mập mập một tí khoảng tầm 57-58 cân mặc đồ khó ấy, mà mình muốn một cái váy. Em ơi muốn một cái váy đẹp ấy thì mình sẽ mặc cái váy này, mặc rất là ôm dáng luôn, mặc đi đám cưới cực kỳ ok mà nó lại tối màu rất là kiểu cách luôn ạ. Mình nhắc lại là mã 18 nhá. Mã 18 chốt đơn cho Thảo Phương, cho Trương Thị Ngọc Khuyên, còn một cái nữa nhá, 18 hàng Nguyễn đây. 18 nhá, 40 cân mặc nhỉ? Rất là ok luôn. Bạn mẫu này chỉ có 4 mấy cân thế này. Đấy, bạn mẫu này có 4 mấy cân thôi. Nói chung là cái mẫu này bao nhiêu cân cũng mặc được bởi vì nó ôm dáng ạ. Mã 18 đủ rồi nhá. Có body, cái vừa đấy body dài qua gối đây em yêu ạ. Mình ở Hà Nội thì hôm sau đã nhận được luôn rồi nhá bạn nhá. Hồng ơi, em lấy cái gì? Thằng Nguyễn ơi, cho mình xin số điện thoại nhá. Nhiều tin nhắn quá, đọc không cả kịp luôn. 18, ok, bạn nào lấy 18 thì có thể inbox cho mình nhá. Nói chung tại vì nhiều người sợ tụ trùng tên nhau ấy. Nhớ là còn mình có mình cả số điện thoại cho mình nhá bạn ơi. Mà chị không bán được. Rất là xinh, để dành cho khách lẻ rồi. Người nhớ không? Hoặc ghi ở dồn đơn nhá, nếu có đơn rồi ghi ở dồn đơn. 60 cân có vừa nhá bạn nhá. Lê Thị Hải ơi, 60 cân cái váy vừa rồi có vừa nhưng mà mình cũng không nhớ là còn hay không ấy, bởi vì nhiều người chốt quá. Tất cả váy thiết kế ở bên mình là 150.000 thôi ạ. Rất là rẻ và đẹp luôn. Khách có thể comment đầy đủ thông tin mình sẽ gửi về tận nơi cho khách. Đấy, rất là nhiều luôn, mọi người chờ mình một tí ạ. Chị ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Ai thắc mắc về vấn đề xỉ rồi Facebook mình có những hàng gì thì mọi người có thể vào trang tường của mình để mọi người có thể ấn theo dõi và xem các cái hàng mà mình báo ở rất là nhiều trên tường rồi. Chỉ có xỉ nhá. Đây mọi người ơi, đây là mã đến bao nhiêu ạ? 19 nhá. Đây là mã 19 màu trắng, đây rất là đẹp luôn. Đấy, trông giống hơn như kiểu công chúa luôn nhá. Mã 19 rất là xinh đẹp luôn. Đấy, mặc cái này trông rất là sang luôn. Mã 19 nhá. Mình nhắc lại mã 19. Vũ Thảo ơi, ai mà chốt thì chị sẽ đọc tên bạn ấy ra nhá. Chị chốt ai thì chị sẽ đọc tên bạn ấy ra. Váy suông, chờ chị một tí. Váy suông 80.000 có rất là nhiều. Nhưng mà chờ chị một tí, hôm nay bây giờ chị đang phải like hàng thiết kế cho khách đã. Đây là mã 19, 18 mình như hết rồi Huyền Linh ạ. Đây là mã 19 nhá, bạn nào lấy 19 thì inbox cho mình. Cho đơn cho Trâm Ngọc Hoàng. 19 là của Trâm Ngọc Hoàng à? 19 là Trâm Ngọc Hoàng nhá. Đấy, mọi người cứ để lại. Nói chung là tí nữa khi mà mình chốt đơn xong ấy thì mình sẽ gọi điện lại cho số điện thoại mọi người để ở trên này để mình chốt lại. Mọi người có lấy hay không ạ? Mọi người an tâm nhá. Xỉ bên chị là 20 cái trở lên. Váy ở bên chị ví dụ như nhặt xỉ hầu như là 65.000.
giá chung là 65.000 nhá. Tất cả các loại váy em nhặt nói chuyện fake time ở với bên chị như thế này, bên chị sẽ dơ từng cái một để cho mọi người chọn. Bạn nào lấy hàng thì mình sẽ ok cái đấy. Trên 20 cái là được giá xỉ rồi. Ví dụ như những cái váy như thế này chỉ có 65.000 thôi. Đấy là giá xỉ nhá. Còn tách lô là 5X là năm mấy nghìn tùy theo số lượng mọi người lần lấy ạ. Rất là nhiều nhiều luôn. Mẫu bên mình cao là 1m66 nhá. Nặng 50 cân ạ. Ok nhá, Châu Mika nhá, từ giờ mình like mình sẽ dí sát vào ảnh để cho mọi người xem. Hồng ơi đừng buồn nhá, bởi vì bên chị hầu như hôm nào cũng livestream, em cứ rảnh thì em vào Facebook chị em xem em đặt hàng. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ chị sẽ ship cho mọi người ở xa nhá. Huyền My ơi, tí nữa chị sẽ xem lại cái like này và chị sẽ nhìn lại những bạn nào comment trước, chị sẽ báo lại bạn ấy nhá. Nói chung là cứ để lại tên và số điện thoại, cứ comment trước là chị sẽ để cho bạn ấy trước, nên là không phải lo là có hay không đâu nhá. Mã 19 ok Nhi Nhi. Mọi người chờ mình một tí. Đọc mò hết cả mồm. Có váy thiết kế đúng không em nhá. 18 ok, mã 18 mặc đẹp lung linh luôn ạ. Mẫu 18 mặc đẹp lắm em ạ. Nó ôm body mình rất là xinh luôn. Đây là mã bao nhiêu? Mã 20 nhá khách yêu nhá, 150.000 đồng. Đây là mình nhắc lại, đây là hàng mới toanh 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 từ Hàng Châu trở về nhá. Chứ không phải mọi người thấy giá rẻ quá lại vừa có bạn hỏi hàng si thì chết cha. Đấy, mình phải nhắc lại như thế. Mình đang rất là ưu tiên các cái khách tỉnh xa. Tết mới ra nên là mình sẽ ship cho mọi người. Chị thấy em nhá, Thị Duyên nhá. Váy ren đỏ lúc nãy chị không nhớ là gì, Ngọc Ly ơi xin lỗi nhá. Cái này mã 20 nhá. Bạn nào lấy mã 20 này thì có thể comment đầy đủ thông tin và giúp mình. Rất là đẹp luôn. Cái này nó là chất kiểu van ôm người rất là xinh luôn. Bảo chất Trang ơi comment địa chỉ giúp mình nha. Mã 20 chốt đơn cho Bảo Trang. Em đứng sát vào cho mọi người xem chất. Ok nhá. Đấy mọi người có thể xem cái chất của nó này. Đấy mình sẽ đứng sát vào để cho mọi người xem cái chất lượng hàng. Đây là ren hai lớp vẻ đẹp chưa? Đấy, tay dài nhá. Đấy, bạn nào mà thích kiểu hay mặc tay dài giống như mình thì có thể lấy cái mã này rất là đẹp luôn, mã 20 thôi. Rất là xinh nhá. Bạn nào lấy 20 thì có thể comment vào giúp mình. Mã 20 màu đỏ rất xinh. Ai lấy giúp Bảo Trang đọc. Bảo Trang nhá, mẫu này của Bảo Trang nhá. Bảo Trang có mặt địa chỉ như bạn chị nhá. Thấy Trang Phạm ơi, bạn nào mọi người ơi, mình nhắc lại là tất cả những bạn nào mà chia sẻ bài thật là nhiều thì mình sẽ ở bên mình sẽ tặng cho mọi người một cái sock jean theo rất là xinh luôn. Có rất là nhiều kiểu dáng ạ. Nhưng cái này bên mình đang bán lẻ là 8.000 thôi. Đấy, mình nhắc lại là bạn nào lấy hàng thì có thể nhớ cố gắng chia sẻ giúp mình thật nhiều. Mình sẽ tặng mỗi người một cái quần jean này rất là đẹp luôn nhá. Em có quán chị được nhá Trang nhá. Mẫu 20 ok. Không gọi được cho bà Nguyên hả Trang? Gọi lại đi, cứ gọi lại đi. Mình cũng không biết là bà ấy bây giờ đang ở phương trời nào, chắc là đi lễ rồi. Không biết. Mã 20 một đống rồi. Bà ơi cái này mình Trang ơi cái này người ta bán cho khách tỉnh thôi, khách lẻ hết rồi, khách lẻ và khách xỉ ở gần hết rồi nhá. Ai mà lấy xỉ thì có thể inbox vào cho mình để tí mình nói chuyện chi tiết hơn ạ. Ở đây mình nói chuyện nó không được chi tiết cho lắm. Mã 20 chốt đơn cho anh Quỳnh ạ. Em ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Mình nhắc lại mình ở 134 Hoàng Minh Thảo. Quần jean chị bán lẻ là đồng giá 80.000 đồng. Ở bên chị là bán đồng giá tất cả các sản phẩm cho dễ. Nhớ ví dụ như áo kiểu như chị đang mặc là 60.000 nhá. Áo quần sóc bò như thế này thì là 80.000. Có rất là nhiều váy thường 80.000 nữa. Nhưng mà hôm nay chị đang like các cái váy thiết kế 150.000 này cho dễ ạ. Từng loại hàng một mọi người chờ mình một tí. Hoàng Hồng ơi, khoảng tối chị sẽ mặc cho mọi người xem nhá, bởi vì bây giờ nhiều mẫu quá. Chị có nhá, xong thư nhá, tí nữa chị sẽ like cả quần shop để cho mọi người xem nữa, mọi người an tâm. Có rất là nhiều loại hàng, mọi người tha hồ khuân cả tủ quán của mình về tủ của mọi người luôn. Nhà xỉ không được nhá, mình like, bây giờ mình like mình chỉ bán cho khách tỉnh thôi. Mọi người thông cảm một tí. Xỉ thì mọi người liên hệ theo số điện thoại như mình hay để trên Facebook là 0164 500 4489 nhá. Áo em mặc còn nhá, còn rất là nhiều màu, nhiều mẫu. Nhưng mà hôm nay em lại không like áo được cơ. Hôm nào em like áo thì mọi người lại chốt lại cho dễ nhá. Bởi vì quá đông mình không thể đọc hết được ấy. Mọi người ơi, có 3 màu nhá. Váy body cực kỳ đẹp luôn và sang trọng luôn. Cái này mà mọi người đi cái giày cao gót vào rất là xinh luôn. 150.000 đồng thôi. Váy của Trang Mễ nhá, rất là đẹp luôn. Cái váy này là váy nhũ này.
váy ngũ Chanel rất là đẹp luôn. Em đứng sát vào, đây là mã ai nhỉ? 21 nhá, bạn nào lấy mã 21 thì inbox cho mình nhá. Đây, em mẫu đã đứng sát vào đây. À không, không mình, mọi người để lại số điện thoại và địa chỉ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Váy body này cũng dành cho những bạn mà hơi bị mập một tí. Chất nó co giãn rất là tốt luôn. Nó sẽ ôm một người mình để tạo lên dáng mình đỡ bị mập hơn một tí. Nó sẽ tạo lên cái đường eo rồi mọi người vào mông vào. 21 có rất là nhiều. Mọi người có thể inbox vào, có cả màu đỏ và màu hồng rất là đẹp luôn ạ. Còn đỏ hồng giúp em. Rất là đẹp luôn nhá, cả màu đỏ lẫn màu hồng cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà mỗi tội là em mẫu đang không cả kịp mặc luôn. Rất là xinh luôn nhá. Mình nhắc lại là 100. Cái này 150.000 nhá, rất là đẹp luôn. Có cả màu hồng, màu đen. Ai mà lấy thì nhớ cả inbox cả màu cho mình nếu mà nó có màu ạ. 21, mã 21, 150.000 đồng. Hết màu đen rồi nha mọi người nhá, chỉ còn đỏ với hồng nha. Còn màu đỏ và màu hồng nhá. Hai loại luôn. Ờ. Cái kia còn. Đây em mặc cái này đi. Thôi rồi, đây là cứ mã 21. Ai mà lấy thì có thể inbox cho mình là được. Hạnh phúc thời gian nhá. Màu đỏ. Ờ ok, màu hồng này mặc mới xinh nha mọi người này. Màu hồng này mà còn đẹp hơn nữa này. Đấy mọi người có thể xem em ý. Em không cần lấy cái này vào được. Kệ cái này là được. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mặc rất là xinh luôn, co giãn rất là tốt. Bạn nào mà mập thì nhớ mua những cái mã co giãn như thế này mà rất là đẹp ôm mọi người nó. Nó tạo cho mình gầy luôn ạ. Mã 21 hết màu đen rồi bạn nhá. Lấy hai cái đỏ với hồng nhá. Chốt đơn cho cái thì Yến Phi đỏ hồng. Bây giờ chỉ còn đỏ với hồng thôi. Đây em mặc cái mẫu này. Cố thân cố lên. Cố lên cho con nó khỏe. Rất là nhiều mẫu xinh nhá. Mai chị mặc cùng. Trời nhung quá, chồng con chưa có. Con đi. Rất là nhiều mã luôn, mọi người chờ mình một tí nhá. Toàn váy trễ vai vậy. À, có rất là nhiều váy mẫu khác cơ mà. Cửa hàng em ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá chị Mai Anh nhá. Chị có rất là nhiều quần bò nhá. Mai Khánh nhá. Nói chung là ai thích lấy cái gì thì mọi người có thể vào tường của mình để mọi người xem. Rất là nhiều mã luôn ạ. Mã 21 màu hồng chất đơn cho Nana. Hết mã 21 thì mọi người nhớ hết mã. Đây nhá mọi người nhá. Quần sock rất là đẹp luôn. Mình sẽ bóc cho mọi người xem luôn cái quần sock ở bên mình. Bên mình bán lẻ chỉ có 8.000 thôi. Đây mọi người có thể xem này, xinh chưa? Rất là đẹp luôn. Tí nữa mình sẽ cho em mẫu mặc mấy cái quần sock này để cho mọi người nhìn cho dễ nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Quần sock màu trắng này. Bạn nào năm nay rất là hot màu trắng luôn. Đấy. Chỉ có 8.000 đồng thôi. Bên mình bán lẻ là 80.000 đồng. Bạn nào thích lấy thì có thể tí nữa mình sẽ lại chốt tiếp cho mọi người nhá. Huyền ơi, mình ship tất cả các tỉnh thành nhau nên là bạn thích thì lấy, bạn có thể inbox cho mình ạ. Yến Phi ơi, ok nhá, tí nữa chị sẽ cố gắng bảo cái em chốt đơn là để dành cho em ạ. Ok Linh ơi, rất là nhiều mẫu mà em yêu. Mã 22 nhá, bạn nào lấy mã 22 thì comment thật nhanh tay. Mã 22 150.000 đồng. Màu trắng rất là đẹp luôn, pha gen này. Zoom này rất là xinh luôn nhá. Mã 22. Đấy, rất là đẹp luôn này. Ở trên là pha gen, ở dưới là răm ạ. Chốt đơn hệ thống Messenger mã 22. Hình như bị hack nick à? Cái hàng cũ này. À thế à. Ok nhá, mã 22 nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, khách có thể ngắm. Em đứng sát rồi. Mỗi lần cứ đứng xa này, đứng sát rồi để cho khách xem chất. Đấy nhá. Khách sẽ em ý sẽ đứng sát vào đây để cho mọi người xem chất này. Rất là đẹp luôn. Mã 22 này quần đấy. Mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Mã 22 nhá. Ai lấy thì lấy mã 22. Mã 22 hết rồi nha mọi người ơi. Có tí nữa xem. Nói chung mặc cái gì lên chả hết. Đây. Đấy lên mặc cái dây này mà sexy quá. Chị ship Diệp cho em đi Nguyễn Nhật Nam. Cái này không biết người cũng sợ. Thì thế thôi. Nhưng mà hôm sau thì sắp hết ra. Cái này vừa mặc rồi. Mình vẫn còn một cái này nó bị sót. Ai lấy comment số 0 đi. Bạn nào lấy comment số 0. À còn 2 cái cơ mọi người ạ. Chết cha còn 2 cái cơ. Bởi vì nó trôi hàng không để ý. Bạn nào lấy cái này. Ôi dồi 3 cái. Số 0. Vừa thì không thấy nó ở đâu. Váy thiết kế rất là xinh. Thôi tí nữa mình sẽ nhờ em mẫu mặc lại cho mọi người xem nhá. 22 nhá. Ok, mã dồn. Ai lấy thì cứ lấy ghi chứ dồn đơn là được. Mã 22 rất đẹp. 10 chiếc không được lực xỉ. Nhìn chỉ muốn hiếp thôi. Đây, còn, đây. Mặc mấy cái này đấy, mặc số 0 chốt đơn cho Út Lê Nguyễn. Chốt đơn cho Nguyễn Thị Thanh Loan. Các bạn ơi nhớ kèm địa chỉ giúp mình nhá. Khách tỉnh xa mà lo gì.
Quảng Bình ơi, không được comment linh tinh nhá, mình chặn luôn nick đấy ạ. Lương số 0 chốt đơn cho Lương Thủy, hết mã số 0 rồi nha mọi người ơi. Số 0 rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá, 150.000 thôi, váy thiết kế mặc cực kỳ xinh luôn. Đây, Tuyền ướm lên, thực ra là mặc hơi xấu nhưng mà ướm lên cái thấy nhìn nó trông nó khác hẳn đúng không? Rất là đẹp luôn. Mọi người nhớ mua những cái váy thiết kế như thế này để khi nào mà mình có dịp mình đi tiệc hay là đi đâu ấy mình mặc rất là ok. Đây nhá, đây là mã dăm. Rất là xinh luôn. Màu sữa rất là đẹp luôn nhá, 150.000 đồng thôi ạ. Khách nhớ comment, đây là mã số 23 đúng không? 23 nhá. Dăm nhá, có cả màu đen nữa. Mã 23 màu sữa đẹp chưa mọi người ơi? Đấy, mặc rất là tôn da luôn. Mã 23, 150.000 đồng thôi. Rất là rẻ luôn ạ. Mã 23. Nguyên không gọi à? Nguyên hôm nay đi lễ mất rồi. Mã 23 nhá khách yêu nhá. Mã 23 rất là đẹp luôn. Em đứng sát vào đây cho khách xem. Đấy, đứng. Đấy, đây là dăm nhá. Đẹp em ơi, đẹp, đẹp. Mày không thấy chào đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, mã 23 mặc trông rất là sang luôn. Cái này bạn nào mà mặc với cái của đi theo quốc ấy, trông cực kỳ ok luôn. Mã 23 chút đơn để gió cuốn đi, kèm theo in, kèm theo địa chỉ giúp em nha chị ơi. Để gió cuốn đi nhá. Mã 23 này là của để gió cuốn đi và Hiền Phạm nhá. Cái như còn ở dưới mà. Mọi người cứ comment đi, tí nữa mình sẽ xếp theo thứ tự từ 1 đến xuống dưới khi đến khi nào hết thì thôi ạ. Mã 23 rất là đẹp nhá, mặc rất là sang luôn. Đi ra ngoài đường ai cũng phải ngước nhìn luôn ạ. Đấy. Tiếp tục rất là nhiều đồ luôn. Cực kỳ xinh. Đấy, mã đấy hôm đấy cũng đẹp đấy. Mã 23, rất là nhiều mẫu đẹp. Đọc mà sái cả mồm luôn. Mọi người nhớ chia sẻ nhá. Mình nhắc lại là tí bạn nào mà chia sẻ nhiều mình sẽ tặng cho ngay các bạn ấy những cái quần jean rất là đẹp và xinh luôn. Đấy, chị em về rồi. Mã 23 nhá, mã 23 ok. Dồn đơn, ok Thảo Phương nhá. Thảo Phương mua nhiều ủng hộ, cảm ơn rất là nhiều ạ. Bạn nào mà mua hay mua hàng ở bên mình an tâm là mình sẽ ghi lại vào sổ. Rồi mình khi nào mà bắt đầu cứ lấy hàng là mình sẽ free ship tận nơi cho mọi người luôn. Bên mình rất là ưu tiên các khách lẻ ạ. Nên là các khách lẻ hãy cố gắng ủng hộ mình thật là nhiều. Mình sẽ không kỹ quá là gì, chẳng hiểu gì. Không sao đấy, yêu không sao. Chết cụ rồi, 20%. Mã số 24 đúng không? Mã số 24 nhá khách nhá, váy cúp ngực nhá. Mã số 24 này rất là xinh luôn. Bạn nào mà thích cái phong cách sexy thì mặc số mã số 24 này nhá. Bạn nào thích số 2 mã số 24 mà rất là đẹp luôn. Ui yêu thế. Mã số 24 rất là đẹp luôn này. Mã số 24 rất là đẹp luôn. Đây nhá, bạn nào mà đặt thì lấy nhá. Xin lỗi mọi người rất là nhiều bởi vì mình không thể nào mà đọc được hết. Nó trôi nhanh quá, mắt mình nó không theo kịp. Mã 23 hết rồi nha Ngô Thị Bích Thuận ơi. Nên là bạn nào là mà lấy 24 ạ. Đây là mã 24 nhá. Mã 24 à? 24 nhá, mình nhắc lại là mã 24 rất là đẹp luôn. Váy cúc mực rất là xinh luôn, sexy. Mẫu mặc mẫu 1m66 hơi cao một chút. Nên là trông hơi bị ngắn. Bạn nào mà váy này rất là đẹp luôn. Xuống dưới bảo chị xin. Rất là đẹp luôn nhá. Đây là mã số 24 nhá. Bạn nào lấy mã số 24 này thì inbox nhá. Mã 24 chỉ có màu này thôi. Màu này mặc rất là tôn da em ạ. Mặc màu này rất là tây này. Ánh mi cũng có một luôn này. Nói chung là mọi người cứ nói chung mã 24 này hết rồi ạ. Có bạn nào tí comment hết rồi. Trâm Ngọc Hoàng cho lại số điện thoại nhá. Dương ơi còn rất là nhiều. Không. Có rất là nhiều váy rất là đẹp luôn. Khách yêu xem này rất là xinh luôn. Đấy xinh chưa? Trời ơi. Không thể ngờ luôn, 150.000 thôi khách yêu ạ. Nhưng cái váy này phải bán 300-400.000 đắt kinh khủng luôn. Rất là đẹp luôn nhá, 150.000 thôi. Mã 24 à? Ok, 150.000 nhá. Bên mình đang bán đồng giá váy thiết kế là 150.000. Siêu okay, Nguyễn ơi, thương 150.000 ạ. Ok Trần Ngọc Hoàng ơi, em an tâm là nếu mà con mình đầu tiên thì chị sẽ để cho Trần Ngọc Hoàng. Em yêu ơi, gọi điện cho anh Thắng mà đừng xuống nha. Xuống là đẹp đấy, xuống là giết đấy, giết cả luôn.
trai chị vừa đây phải chùm áo. Mình nhắc lại là 150.000 nhá, rất là đẹp luôn khách yêu ơi. Em yêu ơi, bảo con bé nhân viên lấy hộ chị cái sạc ấy. Dây à? Sao phải làm cho một cái quay ở đây nhá. Sao được, nhanh. Em yêu quý. Chị thấy Linh nhá, Linh nhá, Linh Thủy, Linh Thị Thủy Nguyễn, chị có thấy đây, đây là mã số bao nhiêu ấy? 25 à? Hình như 26 đi. Thôi mọi người chốt mã này là mã 26 đi. 25 nhá. Khách yêu ơi, mã 25 này là mẫu nhũ này rất là xinh, cái dáng dây rất là xinh luôn. Mã 25 này mặc rất là sang chảnh luôn. Bạn nào mà đi ba nổi nhất ba luôn rồi ạ. Bởi vì nó kim tuyến, nó lấp lánh, lấp lánh ánh vàng nhá. 26 à? 25. 25 à? Yến Phi của Yến Phi dồn đơn hay sao ấy? Ok Yến Phi nhá. À mẫu này em lấy mẫu này nhá. Ok, để cho em rồi. Không phải sạc mà là dây dây ổ ấy. Cả cái ổ đấy á. Ừ. Cái ổ mà để cắm cái dây sạc đó ấy. Cái ổ dài dài. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Mọi người chờ mình một tí nhá, mình ở 134 Hoàng Mỹ Thảo ạ. Bạn nào mà lấy hàng có thể inbox cho mình. Có rất là nhiều váy xòe. Mọi người ơi, lại sót tiếp cái váy này, khổ thân tôi không? Mã này ai lấy đi, con mình số 0 giúp mình với. Con mình số 0 đi, bởi vì vừa bị sót, vừa lấy em mẫu mặc màu đỏ ấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, váy này đẹp chưa? Váy gen này, hàng gen thiết kế đây, mọi người có thể xem cái chất của nó nhá. Cái này viết số 0 nhá, bạn nào lấy viết số 0 luôn giúp mình với. Hàng mới. Có rất là nhiều kiểu công chúa nhá, xòe đi chị, ok. Chờ chị một tí. Đây, xòe đây nhá. 150.000, mã số 26, comment luôn nhá. Ok, Mai Đỗ nhá, Mai Đỗ ơi, để lại ngay số điện thoại cho chị nhá. Chị sẽ inbox cho em. Mai Đỗ ơi, nhớ để lại số điện thoại nha em yêu nhá. Cái này là 150.000. 150.000, ai comment nhanh nhanh nhanh. 27 hay 26 ấy? 27. 27 nhá. Ai lấy 27 nhanh chóng comment bởi vì rất là đẹp luôn. Em đứng sát vào đây. Mã số 27 nhá, váy gen cao cấp. Mai Đỗ địa chỉ nữa nha bạn ơi. Chất gen cao cấp. Ok, thank you. Chất gen cao cấp nhá. Mã 27 ok Vân Hoàng nhá. Chị đã nhìn thấy tin nhắn của em rất là đẹp luôn. Em mặc cái này đi đám cưới rất cực kỳ xinh luôn ạ. Trông rất là nhẹ nhàng. Ok. Mã số 27 là của mã Vân Hoàng nhá. Mã 27 là của Vân Hoàng. Vân Hoàng cho địa chỉ xuống lại nhá. Chị đọc ngoài mồm quá. Em đưa hết rồi. Ngoài mồm. Nhưng mà ngược váy. Mã 27 tiếp tục nhá. Bây giờ trang dâu đi ra cái là khách đi hết. Tại sao? Mã 27 nhá. Mọi người ơi, tiếp tục cái váy này nhá. Váy này thôi để tí mẫu mặc vậy. Mã 27 cho Vân Hoàng xin địa chỉ xuống lại. Dồi ôi sexy chưa? Cái này mà mặc đi kiểu đi sinh nhật ấy, hoặc là ngày Valentine ấy, dồi ôi. Xác định. Đấy mọi người nhìn này, dồi ôi điệu thế. Rất là đẹp nhá. Còn rất là nhiều mẫu, mọi người cố gắng chờ mình một tí cho em mẫu mặc ạ. Mã 27 ok, có màu đỏ nhá. Nói từ nãy giờ mỏi mồm quá. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết nhá. Mình sẽ tặng cho các bạn một cái quần jean. Chia sẻ, bạn nào mà chia sẻ nhiều nhiều một tí, mình sẽ tặng ngay một cái quần jean trị giá 8.000 đồng, rất là xinh luôn. Theo hoa rất là đẹp này, mọi người nhìn này. Có rất là nhiều màu, nhiều mẫu. Tí nữa mình sẽ... Mã 27 hết rồi Linh Vũ ơi, hết rồi ạ. Đây là mã 28 nhá. Mã 28 màu gen, váy gen màu đỏ rất là xinh luôn. Mã 28 ạ, rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy xỉ thì tí inbox cho mình nhá. Bởi vì mình không thể đọc được hết ở đây được. Mọi người thông cảm giúp mình tí. Khổ không, lúc nào bọn mình soạn cẩn thận mới được. Em đứng sát vào đây. Đây là mã số bao nhiêu ấy? 28 nhá mọi người nhá. Đây là mã số 28 ạ. Bạn nào lấy ok Nana ơi, chị thấy em. Em lấy cái mã này phải không Nana ơi? Nana ơi, em phải nhắn tin. Em phải comment lại là mã số bao nhiêu thì chị mới đọc được nhá. 150.000 thôi ạ. Tất cả những cái váy chị đang like là 150.000 đồng. Mã số nhà xỉ luôn được không? Không nhà xỉ được nhá mọi người nhá. Bạn nào mà comment linh tinh mình sẽ chặn luôn bạn ấy nhá. Chị thấy Mai Dung ơi xin lỗi.
không được đâu khuyên nhá, bên mình không nhà xỉ ở đây. Mã số 28 nhá. Tâm Tích ơi, bạn lấy cái này phải không ạ? Bạn nhớ để lại số điện thoại giúp mình nhá. Để lại số điện thoại ngay ạ. Đấy. Rất là ok luôn. Cái váy đến mặc bình thường chứ. Cái này đi là như đẹp rồi. Đây. Má 28 chốt đơn cho Tâm Tích. Tâm Tích ơi, cho địa chỉ số điện thoại nha bạn ơi. Vui mà. Vui nếm nhỉ. Tôi chỉ nghĩ là mặc nhiều quần áo là nó sướng luôn. Anh nhanh như này. Đáng yêu kinh khủng luôn. Tâm Tích cái địa chỉ số điện thoại ạ. À, mọi người ơi, nhớ kèm theo số điện thoại và địa chỉ đi thì mình sẽ báo dễ hơn ạ. 28 hết màu rồi ạ, có mỗi màu đỏ thôi nhá. Cái này rất là đẹp luôn này. Giờ qua shop rồi. Mọi người cứ qua thôi ạ. Nhưng mà thực ra là cũng sắp hết rồi. Có màu sữa có nha em nhá. Tâm Tích cái địa chỉ số điện thoại này. Hôm nay thôi mình sẽ tạm thời là mình sẽ like tất cả các váy thiết kế cho mọi người xem. Đến ngày mai thì mình sẽ lại like váy thường 8 đồng giá 80.000 cho mọi người xem. Rồi mỗi hôm mình sẽ like một cái loại hàng để cho mọi người mua cho dễ nhá. Ok Tâm Tích, thì mình đã nhìn thấy số điện thoại của bạn rồi. Đây là mã số bao nhiêu? 29 nhá. Đây là mã số 29 nhá mọi người nhá. Ở trên pha gen rất là đẹp, em đứng sát vào đây. Tí tin cho. Mã số 29 nhá, sao này là. Đây, vừa đây chỉ thấy rơi ở đây này. Mã số 29 nhá. Mày tìm ra đi. Đây là mã số 29 nhá. Ai lấy thì comment cả số điện thoại giúp mình nhá. Mã số 29 rất là đẹp. Đây nhá. Để lại số điện thoại giúp mình nhá mọi người nhá. Ai lấy nhớ để lại số điện thoại, không mình sẽ để cho bạn khác nhá. Mã số 29 ạ. Đây là mã số 29, có mấy bạn đặt rồi đấy. Có nhá Nhung nhá. Có. Mã số 29. Mã số 29 cho đơn cho Mộc Lan. Mộc Lan 29. Mã số 29 là của Mộc Lan nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 29. Đây cái giống cái mã số 29 này thì là cái mã số 30 đây. 29 lấy rồi. Được rồi, ta tìm điện thoại ngồi nghỉ tí chị ấy chứ. Mã số 29 đây là mã số 30 nhá mọi người nhá. Mã số 30 là váy đen xòe rất là xinh luôn. Mã số 30 rất là xinh luôn ạ. Là váy dây này. Váy dây ren này rất là xinh luôn. Mã số 30. Giá 150.000 nhá mọi người nhá. Mã 30 thủy trần. Không cần mặc cái gì. Ok Thủy Trần nhá, lấy mã này nhá. Em nhớ để lại số địa chỉ cho chị nhá. Mã 30. Mấy cái này mang chị cầm nhá. 30. 30 là của Thủy Trần nhá. Còn mấy cái váy mà... Đấy. Đấy nhá. Cái đấy đẹp đấy. Mã 30 nhá, mã 30 của Thủy Trần nhá. Cái này là mã 31 nhá, bạn nào lấy mã 31 thì comment giúp mình. Đồng giá hết. Đồng giá 150.000 nhá. Bạn nào lấy đây là mã 31 này. Bạn nào lấy thì nhớ để lại số điện thoại và comment này. Cái này chắc là mình không phải mặc lên mẫu để cho mọi người xem nữa rồi vì nó quá đẹp rồi. Đây mọi người để xem cái chất ren của nó nhá. Váy ren tầng rất là xinh luôn. Nhưng cái váy này ở bên ngoài phải bán 200-300.000 luôn. Bên mình bán 150.000. Cái này là mã bao nhiêu? 31 nhá. 31 của Ánh Dương nhá. À không phải. 31 của Bảo Nghi nhá. Bảo Nghi ơi, ok. Cái này là của em nhá. 31 này. Em nhớ để lại số điện thoại này, tí chị chốt đơn cho em. Váy tầng đẹp chưa? Đấy, ok. Mã số 31, đây là mã số 32 nhá. Chị thấy Ánh Dương ơi, cái đấy của em mà. Đâu? Đây này đẹp. Đây này. Để lại xong. Đây là mã số 32 à? 32 nhá mọi người ơi, đây là mã 32 rất là đẹp luôn. Cái này là kiểu rằng rất quá bao nhiêu mẫu rồi. Xinh nhỉ? Dài qua đầu gối này mọi người này, mã này 32 này, mình nhắc lại là mã này 32 rất là đẹp luôn. Xinh chưa? Mai Đỗ ơi ok nhá. Mã 32. Messenger 32. Của hệ thống à? Hệ thống ở chợ hàng. Ồ. 32 ok, mã này 32 nhá. Bạn nào comment đầu tiên mình sẽ để lại cho bạn đấy ạ. Mã số 33. Mã số 33 nhá. Tôi để cho em mẫu nghỉ một tí. Mã số 32. Đây mã số 33 33 nhá, 33 mọi người ơi, 33 rất là đẹp luôn. Mẫu 33 màu hồng mới rất là xinh này, có màu khác. Đây là mã số 33 rất là xinh, 150.000 đồng này. 332 hết rồi nha mọi người ơi. 33 nhá mọi người nhá, chất ren này. Chất ren chỉ rất là đẹp luôn. 33 nhá, đẹp chưa? Chất umi này, rất là xinh luôn.
ba ba nhá mọi người nhá, mặc lên rất là đẹp luôn ạ. Mã số 33. Đấy, bạn nào thích thì có thể comment cho mình. 150.000 nhá. Mình nhắc lại là hôm nay mình sẽ bán váy thiết kế đồng giá là 150.000 đồng. Ai thích thì comment giúp mình mã số 33 đi ạ. Ai lấy thì comment giúp mình. Ánh Ngọc ơi, tí nữa chị sẽ xem lại tại vì chị đọc được cái gì chị. 150.000 nhá Vi Nguyễn nhá, 33 của Hoàng Thùy nhá. Em ơi để lại số điện thoại giúp chị với. Đúng rồi nhá, ngày tháng 5 nhá. Tất cả đồng giá 150.000. Chị có bán nhá Đào Hạnh nhá. Mã số 33. Mã số 33 này vừa ấy. Hoa Mộc Lan à? Cho Mộc Lan. 33 Mộc Lan rồi. 33 Mộc Lan nhá. Ok, cái mã 33 này của Mộc Lan. Đây là mã 34 mọi người ơi. Mã 34 đây. Mã số 34. Trông rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ sang chảnh luôn. Đấy mọi người xem xinh chưa? Mã số 34. Ánh Ngọc ơi, được rồi tí nữa chị sẽ xem lại. Mọi người cứ an tâm là bạn nào mà cứ comment đầu tiên thì sẽ để lại cho bạn ý đầu tiên ạ. Đây là không phải lo tại vì vừa nãy mình không đọc kịp. Đúng rồi nhá Huyền nhá. Cái này mấy cái này thì ở dưới đây đây. Ừ, có nhiều bạn nó đưa ấy cho. Mã số 33 đúng không? 34 nhá. Đây là mã số 34, ai lấy thì chốt đơn cho Duyên Hí. Duyên Hí lấy à? Ok, rất là xinh luôn, mặc cực kỳ sang chảnh. Duyên Hí ơi, kèm theo địa chỉ giúp mình nha bạn ơi. Mã số 34 rất là đẹp luôn nhá. Mã số 34 à? Bây giờ 35 nhá khách yêu nhá. Đây là mã số 35 rất là đẹp luôn. Đấy, nói chung là khách không còn nhìn mẫu mặc mà khách cũng thấy đẹp rồi. Bởi vì mẫu em mẫu đang mặc nó đang bị chóng mặt quá. Mình sẽ dơ qua cho khách xem để lấy cho nhanh. Đây là mã số 34 nhá. Đây 34 đúng không em? 35 nhá. Mình nhắc lại đây là mã số 35 này. Mặc thiết kế cực kỳ đẹp luôn ạ. 34 hết rồi nhà anh Dương ơi. 35 nhá, đây là mã 35 mặc rất là đẹp luôn. Đây mọi người ơi. Đính Ngọc rất là xinh luôn. Mẫu 35 nhá. Cái này mặc chất có giãn, khoảng tầm 55 cân đổ về là vừa. Mã số 35 nhá. Mình nhắc lại đây là mã số 35. Bạn nào lấy thì có thể inbox cho mình. Rất là đẹp luôn. 35 là hàng Quảng Châu á. Mọi người ơi, ai lấy để lại số điện thoại nhá. Cái này thế là cái này anh Quỳnh. Anh Quỳnh nhá. Ok anh Quỳnh ơi, cái này của bạn nhá. Anh Quỳnh ơi kèm địa chỉ giúp mình nha bạn ơi. Đẹp chưa? Nhớ để lại số điện thoại nhá. Mọi người ơi nhớ comment luôn cả số điện thoại của mình vào để mình có thể liên hệ với mọi người cho nhanh. 35 thôi nhá, rất là đẹp luôn ạ. Rất là xinh luôn. 36. Mọi người ơi mã số 30. À rồi. Mã số 36. Em đứng sát rồi, sao toàn vé đẹp ý nhỉ. 36 nhá mọi người nhá. 150.000 rất là đẹp luôn. Ở đây là nó là van này, ở đây là nó pha gen nhá. Mã số 36, ai lấy thì nhớ comment số điện thoại và địa chỉ giúp mình. Mình sẽ ưu tiên bạn ấy hơn ạ. Ok anh Quỳnh, chắc là bạn dồn đơn nên là mình không để ý. Bạn nhớ cho cả số điện thoại nhá. Đây là mã bao nhiêu? 36. 36 nhá. 36 chốt đơn cho để gió cuốn đi. Ok, để gió cuốn đi nhá. Để mã số 36, ô tô kê luôn. Cái này quá đẹp luôn nhá. Này mới ra em mới em mới lấy nhưng mà nó có một số quá đẹp. 36 nhá, cái này là mã số 37 ạ. Mã số 37 khách yêu ơi, ai lấy comment nhanh nhá. Mã số 37 này, bạn nào lấy màu hồng rất là đẹp luôn, có dáng rất là tốt nhá. Nhìn này mọi người mặc rất là xinh luôn ạ. Đấy ướm lên người đã thấy đẹp rồi. Mã số 36 hết rồi ạ. Mẫu này 37 nhá mọi người ơi, mã này 37 này, bạn nào lấy 37 comment giúp mình với. Rất là đẹp luôn. Đây mình cho mọi người xem chất gen của nó này. Hàng thiết kế vô cùng đẹp luôn. Cái này ở bên ngoài thật sự là chắc là ở miền trong mình nghĩ là phải 400.000 luôn ấy. Mọi người thấy đẹp chưa? Mã số 37 nhá. Mã số 37 rất là đẹp luôn. 36 hết rồi ạ. Mã số 37 nhá. Mình nhắc lại là đây là mã số 37 rất là xinh luôn này. Có cả đệm mút này. Đấy mọi người không cần phải mặc áo ngực nữa. Bình tĩnh giản chưa? Cho số 37 này đã. Lô tô mơ 37 dồn ok. Ok nhá, 37 đấy nhá. Cái này là mã 38 ạ. Đẹp đấy. Mã 38 nhá các yêu nhá. Pha van rất là xinh luôn. Ừ. Chua. 38 nhá mọi người nhá. Mẫu này 38 ạ, rất là đẹp luôn. Mẫu này mình nhắc lại là 38. 38 pha van rất là đẹp, bạn nào lấy 150.000 nhá.
Mình nhắc lại là tất cả các váy thiết kế mình bán là 150.000. Em yêu ơi, không xoạt nữa. Ổn quá. Ánh Dương ơi, cho mình xin địa chỉ nha bạn ơi. Mã 38 cho được. Mã 38 nhá. Ánh Dương nhá. Ok. 38 Thủy Trần Dồn nhỉ. Ba à đâu? Đúng không? 38 đúng rồi. Mã 39 nhá mọi người ơi, mã 39 nhá, rất là xinh luôn. Mã 39 này khách yêu ơi, mã 39. Mã 39. Em yêu ơi, anh An Phạm ơi, bên chị tất cả đồng giá là 150.000 ạ, nên là chị không báo giá nữa nhá. Mọi người ơi, rất là đẹp luôn nhá. Mặc lên cực kỳ tiểu thư. Đây khách yêu ơi, cái này là 130 à 150.000 nhá. Mã 39 nhá mọi người nhá. Đây là mã 39 này rất là đẹp luôn ạ. Chị đã chốt đơn ở trên này rồi nhưng cái trong cái đống này chưa. 39.000 nhá. Mã 39 nhá. Mã 39 150.000 đồng. Rất là đẹp luôn. Khách yêu nhìn này, cái von von này, mã 39 ok Hồng Lưu nhá. Mã 39 này vô cùng đẹp luôn. Bạn nào mà thích kiểu công chúa ấy. Bạn nào mà lấy nhớ có mình số điện thoại không phải bên này. Hồng Lưu ơi, cho mình xin địa chỉ số điện thoại ạ. Khách yêu ơi, mã số bao nhiêu ạ? 40 nhá khách yêu nhá. Váy 40 này rất là xinh này. Mã số 40 này rất là đẹp luôn này. Lê Nguyễn ơi xin lỗi nhá, tại vì nhiều comment quá tí nữa mình sẽ báo lại mọi người, ai mà đặt trước thì mình sẽ báo ạ. Đây là mã số 40 nhá. Mã số 40 nhá mọi người nhá, 150.000 rất là xinh luôn ạ. Đấy, váy này xòe mặc trông rất là giống công chúa luôn ạ. Mã số 40. 39 thì mình cũng không rõ nữa, tại vì nhiều comment quá tí nữa mình sẽ xếp theo thứ tự. Bạn nào comment đầu tiên thì mình sẽ đưa nhá. Mã số 40. 40 của bé Lan San trước nào. Hồng Lưu có kiểu đúng. Ok nhá. Mã số 40 này đã hết nhá. Mã số 40 rồi à? Đây là 41 à? Mọi người ơi, mã số 41 nhá. Mã số 41 rất là đẹp luôn. Mã số 41 cái màu đỏ này mặc rất là tôn da, bạn nào mà đang cần váy. Không nói chuyện với chị ơi. Mã số 41 à? 41 nhá, 150.000 nhá, bạn nào lấy comment ngay lập tức. Mã số 41 cầm comment ngay lập tức để có thể lấy hàng, lấy cái váy này rất là đẹp luôn này. Mã số 41 rất là xinh luôn. 39 còn nhá bạn nhá. 39 còn nhá Mai Phương nhá. Mã số 41 này rất là đẹp luôn. Bạn nào còn lấy thì comment luôn giúp mình nhá. Mã số 41. 41 đúng không? Váy này thì khoảng 55 cân đổ về là vừa nhá. Váy này mà mọi người mặc đi đám cưới thì rất là xinh gái luôn ạ. Cực kỳ xinh gái. Đấy mình nói thẳng là như thế. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nói chung là ướm lên người đã thấy đẹp rồi. Mã số 41. Chốt đơn cho Đinh Diệu Linh. Đây đây nhá, mọi người có thể nhìn chất gen ở bên mình nhá, rất là đẹp luôn. Mã số 41. Rất là đẹp luôn. Mã số 41. Cái này của ai chốt chưa? Cái này 42 mọi người ơi. Cái này đúng rồi, cái này mã 42 rất là đẹp luôn. Ai lấy comment ngay lập tức nhá. Mã số 42 này. Mã số 42, 150.000 đồng. Khách yêu ơi nhanh chóng comment 42 nhanh chóng comment nhá. 42 nhanh chóng comment. Cái váy này mập mạp cũng mặc thoải mái luôn. Đẹp chưa? Cái váy này hôm nọ mình mặc rồi đấy. 42 mọi người ơi. Mã số 42 này rất là đẹp luôn này. Váy này ở bên ngoài mọi người phải mua trên 300.000 đấy. Mình có rất là nhiều nhá. Mã số 42 chốt đơn cho Kim Hoàn. Dồn đơn. Cái này của Kim Hoàn nhá, ok. Các bạn cố gắng dồn đơn thì càng tốt. Bởi vì lấy nhiều nhiều mình sẽ phi ship luôn cho mọi người nhá. Em yêu, mã số 43, mã số 43. Thôi đứng tạm rồi, đấy em đứng nghe. Mã số 43 nhá. Mã số 43 nhá mọi người nhá. Mã số 43 rất là đẹp luôn nhá. Mã số 43 là 150.000 đồng, rất là đẹp luôn. Mã số 43 ai lấy thì inbox cho mình nhá. Mã số 43 ai lấy thì comment ngay số điện thoại màu hồng, rất là đẹp luôn. Mã số 43 rất là xinh luôn. Mã số 43 này là chất umi rất là đẹp luôn ạ. Ai lấy thì comment. Được rồi. Được chưa? Mã số 43 rất là xinh luôn nhá. Bạn nào lấy cái số điện thoại, cái địa chỉ nha bạn nhá. Mộc Lan, mình của Mộc Lan. Ok, mã số 43 cho Mộc Lan.
Bát số 43 nhá. Tiếp tục để mình sẽ lại. Em ơi, bát số 43 này. Mát số 44 mọi người ơi. Mát số 44 rất là đẹp luôn. Đây mình dơ như thế này khách có lẽ là khách cũng nhìn dễ đúng không? 44 nhá mọi người nhá. Mát số 44 này. Sao đấy? Mà nhiều người không đọc được vì ẩn công nhân. Mát số 44 này rất là đẹp luôn ạ. Ồ, tại vì chị đang thấy nó bị lắc lắc một tí. Mọi người cứ an tâm là tí nữa mình sẽ chốt lại đơn từng người một, nên là mọi người không phải lo ạ. Mã số 44. Cái này thì khoảng 55 cân đổ về là vừa. Mã số 44 cho tôi cho Phương Tây. Phương Tây cho địa chỉ nha bạn ơi. Cái này là của Phương Tây nhá. Đây mọi người có thể xem chất của nó này đẹp chưa? Em ơi. Đấy. Em ơi, túi nhiều. 44 nhá. 44 rất là đẹp. 44 bạn nào vừa lấy thì ok nhá. Phương Tây, mình Phương Tây nhá. 44 của Phương Tây nhá. 44 của Phương Tây này. Mã số 45 mọi người ơi, mã số 45 rất là đẹp luôn. Mã số 45 chất van đẹp chưa? Đấy, pha gen cực kỳ đẹp luôn. Mã số 45 nhá. Mã số 45 ai lấy comment giúp mình nhá. Ok mình thấy nhá, hàng nhá. Mã số 45 ai lấy nhớ comment số điện thoại, địa chỉ và comment thì mình sẽ để cho bạn nhá. Toàn là váy đẹp thôi ạ. Đấy, hôm nay rất là ưu tiên khách lẻ luôn. Mặc rất là xinh. Mã số 44 đây ạ. Bạn nào lấy thì nhớ comment số điện thoại và địa chỉ, mặc lên cực kỳ xinh nhá. Đấy, ở đằng sau này, ở đằng trước này. Đấy. Ở dưới chân pha gen, gen rất là đẹp luôn. Đây là mã số bao nhiêu chứ? Chị vừa đọc bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu trang này? 45 nhá mọi người nhá. Cái này 45.000. Đinh Thị Huyền ơi, bên chị váy thiết kế đang bán đồng giá tất cả là 150.000 nhá. 45 nhá, mình thấy nhá Trang Lương nhá. Cái này mã số 45 ai lấy thì nhớ comment giúp mình với, rất là đẹp luôn. Mọi người nhớ kèm địa chỉ số điện thoại giúp em luôn nhá. 45 mọi người nhớ comment số điện thoại và địa chỉ để mình có thể biết cho dễ ạ. Đâu rồi, nó có đem mà. 45 nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Ai lấy thì có thể inbox cho mình. Tự mà biết thì cần. Tự biết thì gì. 45 nhá mọi người nhá. Rất là xinh luôn. Bạn nào lấy thì inbox giúp mình với ạ. 45 nhá. À cái này thì khoảng tầm 55 cân đổ về. Nói chung là những cái váy thiết kế này rất là dễ mặc. Cũng toàn 55 cân đổ về thôi. Trừ những cái váy body chất co giãn thì béo hơn thì cũng mặc được ạ. Cái này mình nhắc lại là 45. Trông rất là xinh luôn. Ai lấy thì nhớ comment lại giúp mình. 45 này đẹp không? 45 nhá. Cái chị đang mặc là áo. Ý cho mặc mẫu nhỉ. Để mặc mẫu đi. Váy này rất là đẹp luôn. Toàn váy thiết kế thôi. Nhưng mà những cái này phải để mặc lên mới đẹp. Cái này không mặc hả em? Trang hay cái này không mặc à? Mọi người ơi, đây là mã số 46 nhá. Đây là mã số 46. Ai lấy comment giúp mình. Mèo ơi đừng bắn tim mèo ơi. Mặng lác mặng lác. Không bắn tim. Em chán. Làm sao em chán. Mẫu 46 à? 46 nhá mọi người nhá. Mã này 46 này rất là đẹp luôn này. Ai lấy comment ngay lập tức giúp mình. Thơm Lam ơi nhớ để lại số điện thoại bạn ơi. Cái áo chị đang mặc thì em phối với cái gì cũng đẹp luôn. Bởi vì như chị đang mặc cái quần thôi nó cũng trông rất là đẹp rồi. Em có thể phối với chân váy hay là phối nói chung là cái gì cũng xinh luôn. Tại vì cái mẫu này mặc rất là nhẹ nhàng. Đấy, mẫu này là 46 này. Bạn nào vừa đây có ai lấy chưa nhở? 46 nhá mọi người nhá. 46 rất là đẹp luôn. 150.000 thôi. Mọi người có thể xem chất gen của nó nhá. Mã số 46 này. Thủy Trần dồn đơm. Lê Nguyễn ơi, thế em lấy cái gì? Em còn lấy cái váy này không, chị để luôn cho em này. Khổ thân Lê Nguyễn. Lê Nguyễn là ai? Sao báo không được kìa em kìa. Ôi chị ơi, bị ẩn comment không thấy mà nhiều người. Mọi người ơi, rất là xin lỗi bởi vì nhiều người comment bị ẩn ấy. Mọi người comment từ từ thôi. Không là bị ẩn ấy. Cửa hàng chị ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Có nhiều mà không thấy chốt vì bị ẩn comment mà. Rất là nhiều bạn bị ẩn comment nên là mình không nhìn được. Hồng Nhung ơi, ok 46 hết nhá. Váy này vẫn còn đấy.
Mẫu này 47 nhá khách yêu ơi. Cái váy này mẫu vừa mặc nhưng mà nó vẫn còn sót. Mã số 47 ạ. Đây là mã số 47, rất là đẹp luôn. Váy ren này 150.000 đồng nhá. Cái này khoảng 5 năm cân đổ về, rất là xinh luôn. Mã số 47 đây. Ok nhá chị Huyền Nguyễn nhá, chị có thể qua quán em để chị xem. Mã số 47 nhá. Ai lấy thì comment ngay giúp mình. Đấy, rất là đẹp luôn. Mặc cái màu đỏ có cái đấy có màu đỏ. Qua cửa hàng vẫn còn nhiều. 47 nhá mọi người nhá. Đây là mã số 47, rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể xem này. Rất là xinh luôn. 47 Hồ Trang ơi, em nhớ để số điện thoại giúp chị vào ấy. Em nhớ để kèm theo số điện thoại. Trang Hương ơi, bạn lấy cái gì ạ? Rất là xin lỗi bởi vì nhiều bạn bị ẩn comment quá. Mình không đọc được hết ạ. Mai Phương, mã số 47 đẹp chưa? Hồ Trang. Đấy, Hồ Trang nhá. Mã số 47 là của Hồ Trang. Ok. Đây là mã số 48 nhá khách yêu nhá. Dăm đi kèm rất là đẹp luôn ạ. Đây là mã số 48 nhá. Mã số 48. Đúng. Ông nhóm comment hộ. 48 nhá, mã số 48 rất là đẹp luôn. Cái này hôm nọ mình cũng mặc rồi này. Mã số 48. Ok, admin chờ chị một tí. Trang Hương ơi, chị rất xin lỗi. Tí nữa ai mà comment nhiều quá mà mình chưa đọc được của mọi người ấy thì mọi người inbox cho mình bảo là mình đặt nhiều nhưng mà chưa lấy được. Mình sẽ báo người khác nhá. Đây là mẫu 48. Okay. Đây là Nguyễn Thị Yến Phi mã 48 dồn đơn. Mã 48, mã 49 mọi người ơi, mã 49 rất là xinh luôn. Đấy, mã 49 rất là đẹp. Mã 49 nhá, bạn nào lấy thì inbox ngay giúp mình nhá. 46 không được. Mai Ngân ơi, chị là cái váy gì chị cũng không nhớ. 46 có được không ạ, à, em yêu? 46 không nhá, tại vì các bạn ý đặt rồi. Lê Nguyễn ơi, ok, 48 của Lê Nguyễn. Đây được rồi nhá, em yêu nhá, em nhớ để lại cái số điện thoại nhá Lê Nguyễn nhá. 49 à? Ừ, ok Lê Nguyễn 49. Đây ok, đã được một cái rồi nhá. Xin lỗi em rất nhiều vì chị không đọc hết được comment. Em cho chị ngay số điện thoại nhá để chị liên hệ với em. Lê Nguyễn ơi, Lê Nguyễn đúng không? Lê Nguyễn nhanh comment số điện thoại để chị có thể ghi cái mã này là 49 cho em này. Rất là đẹp luôn. Đấy, thích nhá, được một cái váy mặc đi rất là sướng luôn. Quyên Nguyễn Thị ơi, mã 12 bạn được rồi mà. Quyên ơi, bạn mã 12 bạn được rồi nhá. Váy suông. À, Lê Nguyễn ơi, comment ngay số điện thoại này cho chị đi. Lê Nguyễn ơi. Lê Nguyễn ơi, comment số điện thoại cho chị đi nhá. Chị ok, số điện thoại rồi, chị thấy rồi. Phải comment nhanh chứ. Đấy, mã số 50 mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều mẫu. Kèm luôn cả địa chỉ giúp nhá, giúp chị nha em ơi. Mã số 50 nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Mặc rất là công chúa. Mã số 50, mình nhắc lại là mã số 50. Trang Lương ơi, bạn lấy cái này không? Lê Nguyễn là comment chốc mất rồi, xin lỗi Trang Lương nhá. Ok Lê Nguyễn ơi, chị nhận được số điện thoại của em rồi. Mình thấy nhá Lê Minh Nguyễn ơi, cái này là mã số 50 bạn ơi. Mã số 50 rất là xinh luôn. Đấy, mặc trông mọi người mặc công sở cũng rất là đẹp mà kiểu dạng công chúa. Nói chung là mình cũng khó định hình quá, nói chung là rất là đẹp ạ. Mã số 50 Lê Nguyễn, ok, rồi đặt được hai cái nhá, thích chưa? Ok Lê Nguyễn dồn đơn nhá. Đây là mã số 51. 50 rồi đúng không? Bây giờ 51 à? 51 nhá khách yêu nhá. 51 giống cái 50 vừa rồi nhưng mà nó chỉ là thêm những cái hàng bông hoa này thôi. Cái này có khi là đẹp hơn cái vừa rồi ạ. Cái này là 51 nhá mọi người nhá. Lê Minh ơi, em lấy cái váy này không, chị để luôn cho em này tại vì em comment nhiều quá rồi. 150.000 nhá, đồng giá 150.000, váy thiết kế bên mình đồng giá 150.000. Bạn nào lấy thì inbox ngay cho mình, đây là mã số 51. 51 này Lê Nguyễn ơi, của em được rồi, ok nhá. 50 của em được hai váy rồi nhá Lê Nguyễn nhá. Em chọn mấy cái thôi chị. Ngọc Ellie, em lấy cái này phải không? Em nhớ comment mình 51 chị mới đọc được chứ. Hoa Phạm ơi, cái này 150.000 thôi mọi người ơi, cái váy thiết kế rất đẹp. 51 cái này của Ngọc Mộc Lan nhá, ok. Cái này 50 chứ. 51 ạ. Ok, 51 nhá. Mộc Lan nhá, 51. 52 mọi người ơi, mẫu 52. 52 bánh bèo công chúa rất là xinh xắn. Cái này là xòe này, bạn nào mà vừa thích hỏi xòe thì bảo đây. Mã này 51. 52. Đây là mã 52, mình nhắc lại mã 52 150.000 đồng. Rất là đẹp luôn, hàng thêu này, ở dưới là van này. 52 nhá. 52 rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy nhanh chóng inbox comment giúp mình. Ừ, cái váy này dễ mang chị ấy nhá. 52 nhá mọi người nhá. Mẫu này 52 rất là đẹp luôn này. Em có đọc được comment không? Bây giờ chị mới lên đấy.
Mã 52 chốt đơn cho Duyên Hí. Đưa em đi. Đưa em đi. Đó, chốt đơn cho Duyên Hí rồi. Em mặc. Em lấy không ấy? Em lấy em gì? Lấy. Lấy nhưng mà chốt 52 nhá mọi người nhá. Chốt đơn cho Duyên Hí rồi. 53 mọi người ơi, 53 cái này là kiểu lệch vai nhá. 53 rất là đẹp luôn. Cái này rất là xinh này, cái này là 53, bạn nào lấy thì comment giúp mình. Cái này là mẫu 53, ai lấy thì comment nhá. 53 nhá, thay nhiều nhá. 53. Rất là đẹp luôn, bạn nào lấy 53 thì comment giúp mình nhá. 53 này là váy lệch vai, mặc rất là xinh luôn. Cái này là có cái nơ ở đây này. Mặc nó lệch ở một bên vai, rất là đẹp luôn. Má 53 chốt đơn cho Hạnh bé. 134 của Hạnh bé nhá. Đấy, 154 là của Hạnh bé ạ. À 54 là của Hạnh bé. À, Ngọc Bảo ơi, em lấy cái gì ạ? Chị xin lỗi bởi vì chị không thể đọc được tin nhắn. 54 của bạn nào nhỉ? Mọi người an tâm là hôm nào mình cũng like rất là nhiều hàng luôn, nên là an tâm là sẽ có rất là nhiều đồ để mặc nhá. Không lo hết đâu ạ. Đây là mã số. Mã số 54 của Gen. Tí xem lại like còn chốt của ai chốt rồi. Mã số 54 nhá. Mã số 54 mọi người ơi, ok của Hoa Nguyễn nhá. Mình đã nhìn thấy Hoa Nguyễn rồi. Thơm Lan ơi, em đặt cái gì ạ? Hoa Nguyễn thì em đi, ghi của Hoa Nguyễn đi. Hoa Nguyễn 54 nhá. Ok, Hoa Nguyễn lấy 54 là mã này. Rồi ok nhá. Của Hoa Nguyễn ạ, 54. Mã này 55 mọi người ơi. Mã này là váy ren tay xòe rất là đẹp luôn. Cái mã này giống mã vừa lấy à? Ờ, thì thấy chị mới bảo có màu đỏ. Mã số 54 này rất là đẹp luôn. À 55 nhá mọi người nhá. Mình nhắc lại là váy này là mã số 55. Rất là đẹp luôn. Đấy, váy ren nhá mọi người nhá, rất là xinh. Để mình sẽ dơ cao xa xa cho mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ dơ sát cái chất này, mình nghĩ là mọi người nhìn thấy dễ. Mã số này là 55. Ok, 55 của Nguyễn Mai Sao nhá. Cảm ơn Hải Âu ạ. Nhiều váy đẹp lắm mọi người nhá. Mọi người an tâm là hôm nào mình cũng sẽ dành rất là nhiều đồ cho các khách lẻ ở tỉnh xa để có thể mua đồ được vừa rẻ vừa đẹp ạ. Mình lấy nhiều một tí, mình cũng còn có cả free ship cho mọi người nữa cơ, kể cả khách quan quen. Hạnh bé ơi, bên chị không cho em đổi 53, bên chị không đổi được. Tại vì chị cũng không nhớ là cái mã gì. 53 cũng hết rồi em yêu ạ. 53 hết rồi nhá Hạnh nhá. Lấy được một cái váy là may rồi đây này. Trang 54 đâu? Cái bé mặc đâu? Đâu? Không thấy là tóc của gì? Em mặc cái trắng đâu. Mã số 55 nhá mọi người nhá. Vừa đây là bao nhiêu rồi em? 56 bây giờ 56. 56 nhá mọi người nhá. Đây là mã số 56 vừa đây em mẫu mặc có màu trắng đấy, vậy váy này rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này là 56 này. Thế xả đi em ấn nhầm. Đây đây, tạm rồi Hạnh bé. Chưa về, em một lần nữa Facebook ghi này, chết rồi. Chưa về á? Giờ nó không biết phương trời nào luôn. Thế nào rồi? Đúng rồi, rồi. Không phải. Áo kiểu cái sốt cái đấy. Sao rồi, chưa về. Còn bao nhiêu hàng đã về đâu? 54 nhá, à 56 nhá mọi người. Đây 56 à, 56 nhá. Ok, để giò quần đi thì phải. 56 để giò quần đi nhá. 56 của giò quần, để giò quần đi. Ok, dồn đơn. 56, đây là mã 57 khách yêu ơi. Mã số 57 nhá. Váy màu trắng rất là đẹp luôn. Đây là có cái bèo này. Rất là xinh luôn nhá. Mã số 57. Ai lấy thì comment ngay giúp mình nhá. Hồng ơi chị rất là nhiều bạn mà không đặt được hàng, mình rất là xin lỗi nhá. Bởi vì nó hay bị ẩn đi quá, mình không thể đọc được hết. Chị thấy nhá Hồng Anh nhá. Chị thấy Hồng Anh Nguyễn ạ. Cái này 150.000 nhá. Còn nhiều lắm nhưng mà chưa về hết Nguyễn này. Mã 57 nhá. 56 tâm tích. Cái mã này là 57. 57 rồi đưa cho Kim Hoàng. Đây là 57 đúng không? Đúng rồi chị ạ. Kim Hoàng. 58 nhá khách yêu nhá. 58 mặc rất là bánh bèo và xinh gái luôn. 57 rất là đẹp luôn ạ. Đấy, khách có thể qua để khách xem. 57. Ở đây là 58 rồi đúng không? 58 của hạt mít tròn nhá. Ok em. Hạt mít tròn ok. Mà em nhớ hạt mít ơi cho chị số điện thoại đi. Nói chung là em ấy rồi. Nhớ cho số điện thoại cho chị nhá. Ai lấy hạt mít tròn ok, số điện thoại chị đã nhìn thấy rồi nhá. Mọi người nhớ comment nhá, mình sẽ ship COD đến tận nơi cho mọi người ạ. Có nhiều. Còn mấy bao nữa em lấy về đâu? Cho một tí. Rồi, sắp xong rồi.
Đây, em mặc mấy cái răng này để chị mặc mấy cái này để chị kẹo lên là được. 58 em đang mặc. Bây giờ 59 thì chị mặc 59 nhá. 59 nhá mọi người, để chị dơ cho dễ. Nhưng cái nào mà kiểu khó khó lên cái này. Em mặc thôi. 59 nhá mọi người nhá. Mẫu 59 rất là đẹp luôn. Tay đính ngọc rất là xinh luôn này. 59 mọi người ơi. Váy 59 rất là đẹp luôn. Cái váy này hôm nọ mình cũng đã mặc rồi này. Đính cổ đính ngọc rất là đẹp luôn. Mã này là mã 59 nhá. 55 cân mặc được. 55 cân mặc đẹp luôn nhá em yêu nhá. Đây cái chỗ này nó sẽ như thế này, nó dễ mặc. Nói chung là cái này chị cũng mặc rồi, đẹp lắm. 59 chốt đơn cho MI. Rất là đẹp nhá, của MI nhá. Ok MI nhá. 59 ok em. Rất là đẹp luôn em yêu ạ. Mặc lên giá xinh lắm. Quên lên mình cái thùng ra. Em ơi cho em vừa mặc không? Cho em tí sắp xong. Cái hoa rồi mặc đâu ở trang này. 59 ok nhá. Bây giờ là mã 60 nhá. Mã 60 nhá mọi người nhá. Mã 60 là dăm rất là đẹp luôn và chất chơi ạ. Vô cùng chất chơi. Mã 60. Mã 60 nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn ạ. Em đứng sát vào đây cho mọi người xem. Mã 60 nhá mọi người nhá, mã 60 rất là đẹp luôn. Đây là một cái dăm nhá. Chị thấy nhá Harry nhá. Mã 60. Ok mọi người, đây là mã 60 rất là mã đẹp 60, luôn. Mã 60 chốt đơn cho Như Quỳnh, Nguyễn Công Hòa. Ok Như Quỳnh nhá. 154 à? Nguyễn Công Hòa chỉ ở 134 à, Minh Thảo. Hàng xóm rồi. Ok, để chị ghi vào nhá, mã 54. Mã 55 mọi người ơi, ai lấy mã 55 này thì comment giúp mình với. Mã 55 váy ren màu hồng rất là xinh. Nhiều lúc nó cứ sót sót lại thôi, mình cứ đọc như này cho dễ nhá. Mã 55 đây mọi người ơi. Mã 55 rất là đẹp luôn, đồng giá 150.000 tất cả các váy thiết kế thôi ạ. Vô cùng đẹp. Khách có thể qua để khách xem. 150.000 nhá em yêu nhá. 150.000 những cái váy như thế này 150.000. Váy này là bao nhiêu nhỉ? 155 nhá. Cho đơn cho Liên Phạm mã 55. Ok nhá, Liên Phạm mã 55 này nhá. Mã 55 này rất là đẹp luôn này. Mặc đi dự tiệc thì cực kỳ ok. Cái này có cả mã vừa màu đen vừa rồi là có cả mã này nhá mọi người nhá, màu trắng này rất là đẹp. Mã bao nhiêu rồi? 70. Mã 70 nhá mọi người ơi, mã này mã 70. Mã này là mã 70, em mẫu vừa mặc cái màu đen ấy. Bây giờ có cả màu trắng này, mã 70 rất là đẹp luôn ạ. Đây mã 60, là mã 55 hết rồi ạ. Đây mã 70. Đây là mã 70 nhá mọi người nhá. Mã 70 rất là đẹp luôn này. Đấy, mặc đi ba thì cực kỳ sang trọng luôn. Mã 71 nhá mọi người nhá. Mã 71 rất là đẹp luôn. Những cái giống thì tí nữa em xem lại like đặt đấy. 71 nhá mọi người nhá. Đây là mã số 71, ai lấy thì có thể comment tên và số điện thoại để mình có thể gửi cho mọi người nhá. Mã 71 ạ. Mã 71 nhá mọi người nhá. Đây là mã cái đấy cũng đặt nhiều lắm. Mã 71 rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy thì đây là chất umi nhá, rất là đẹp luôn. Có vạt rất là xinh luôn này. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Mã 71. Đấy, bạn nào nhớ lấy thì comment giúp mình với. Thì mình sẽ gửi sale lên cho mọi người nhá. Mã 71 rất là xinh luôn, có cái vạt đường kia rất là đẹp. 150.000 nhá em yêu nhá. Tất cả đồng giá 150.000 ạ. Mẫu cao bao nhiêu? Mẫu cao 1m66 nhá. Đây là mẫu cao 1m66. Nhặt luôn ở đây không được nhá, không nhá. Bên ở đây chị không nhặt ạ. Em chỉ có liên hệ với ai lấy xỉ liên hệ với chị Nguyên nhá. Mã 71 chốt đơn cho Trang Huyền. Ok nhá, Trang Huyền nhá, cái mẫu này là của em nhá, rất là nhiều mẫu xinh luôn. Sao em ạ? Mã mẫu. 071 rồi à? Đây là 72. 72 nhá khách yêu nhá. Nhiều phết nhỉ. 72 nhá khách yêu nhá. Mình đang ở 134 Hoàng Minh Thảo nhá. Ngọc Khuyên dồn nhỉ. Đây là mã bao nhiêu ấy? 72. 72 nhá khách yêu nhá. Mã 72 chốt đơn cho Trần Mỹ Nga. Ok, của bạn Nguyễn Nga nhá. 72. Mỹ Nga. Ok, của Mỹ Nga rất là xinh luôn. Mã bao nhiêu ạ? 73. Mã 74 nhá khách yêu nhá. 73.
là 73 nhá. Cái mẫu này rất là đẹp luôn này. Ở trong có cả vạt màu trắng này. Đấy, mọi người có thể xem rất là xinh luôn. Em ơi, cái vừa mặc cái hồ 73 nhá các yêu nhá. Có cái vạt voan rất là đẹp luôn. 73 rất là xinh luôn. 150.000 nhá. Đỏ à? Đỏ này có phải đỏ này không? Có phải cái đỏ này không? 73 nhá, rất là đẹp luôn, đúng không? Ai lấy thì inbox cho mình với. Không. Đúng không? 73. Đúng không phải. Không phải mặc cái gì ấy. Đây, à không phải. Đúng rồi, đúng rồi. 374 nhá mọi người nhá. 150.000 đồng giá nhá mọi người nhá. Còn rất là nhiều váy, mọi người chờ mình một tí để cho em mẫu mặc nốt. Lên xem. Bảy mấy rồi em? Đây là bây giờ là 74 rồi. Bao nhiêu trăm đâu? Đồng giá 150.000 nhá mọi người nhá. Mình ở 134 Hoàng Minh Thảo ạ. Bạn nào muốn qua chọn hay thử đồ thì cứ qua nơi để tận nơi để mình bán nhá. Đấy. Mã số ba mấy rồi? 75 nhá mọi người nhá. 75 rất là đẹp luôn ạ. Cái này là thiết kế này rất là xinh luôn, có cái vạt này. 75 nhá. À, cái này là 75. Thôi cái này 75 đi nhá mọi người nhá. 75 rất là đẹp luôn này. À, rất là xinh, cái này hơi sexy tí. Bạn nào thích, đây là cả một set nhá. Kiếm cho tớ cái nào 60 cân. Ờ, 60 cân thì hết mất rồi, có chất có giãn. Đây là chân váy rời nhá mọi người nhá. Đây là mặc cùng cả một set luôn. Đây là cái áo plume này rất là đẹp luôn. Có hai cái nhá, bạn nào thích thì lấy nhá. Cái mẫu này là 150.000 đồng ạ. Rất là xinh luôn. Bảy mấy rồi em ơi? 75 nhá mọi người nhá. Ai lấy thì inbox giúp mình với. Xem nhìn cái đúng hàng kinh thế. 75 nhá. Ờ, màu xanh rất là đẹp và tôn da luôn. Tôn đơn Nguyễn Thị Yến Phi. Tôn đơn. Ok, xanh rột nhá. Có hai cái mọi người cứ comment nếu mà thích lấy. Ok, 75. Yến Phi chị cho vào cho em rồi nhá. Có nhiều lắm Thu Hiền ạ. Bên chị còn nhiều lắm. Được chưa? Được rồi, nhìn sau. Rất là đẹp luôn. Cái đấy là 75 rồi đúng không? 75 rồi. Không, mắng nốt cái đây là 76 thôi nhá. Thì thôi, mệt lắm. Mình sẽ like một cái nữa cho khách thôi. Và mình sẽ nghỉ. Rồi tối mình rảnh thì mình sẽ lại like bộ ngủ cho mọi người xem nhá. Thiết kế bên chị đang hết hàng thiết kế rồi. Có gì hẹn về tiếp thì chị báo mọi người nhá. Bảy mấy em ơi. Bây giờ là mã 76 nhá mọi người nhá. Hoàng Nhung đấy 75 à? Trời ơi mình không mình. À em định mặc thế nào đấy? Đấy. Còn mã 76 rất là đẹp luôn. Mọi người chờ mình một tí để cho em mẫu mặc. Rất là nhiều mẫu xinh luôn ạ. Chờ mình một chút. Tí nữa mình sẽ xem bạn nào chia sẻ thật là nhiều. Mình sẽ tặng cho mọi người mỗi cái. Mỗi người một cái quần jean theo thì rất là đẹp nhá. Mọi người rất là nhiều đợt tin nhắn luôn. Mình không thể đọc kịp được hết. Mọi người chờ mình một chút. Để cho em mẫu mặc nốt mã 76 nữa. Thì tối mình sẽ lại like tiếp cho mọi người nhá. Bây giờ mình phải đi lấy hàng ạ. Mọi người nhớ những ai mà vừa chốt đơn rồi thì nhớ để ý điện thoại nhá, để mình có thể chốt đơn lại cho mọi người. Mọi người ok cái thì mình mới ấy nhá. Ok Hồ Trang, tí nữa chia sẻ nhiều nhiều thì chị sẽ báo em. Đẹp hết toàn cái gì cũng đẹp. Đây là một đôi hả? Em ăn cơm với gì đấy? Em ăn cơm với gì? Ăn cơm gì xin cái đấy. Đây là mày bảy mấy anh? 76 nhá các yêu nhá. Mã này là 76, mình sẽ like nốt cái mẫu này thôi. Và mình sẽ nghỉ tí nữa mình lúc nào rảnh thì mình sẽ lại like tiếp cho khách nhá. Đây là mã số 76. Ok Hiền Tít nhá. Ok Hiền Tít, đây là cả một set đấy. Ok Hoàng Nhung ơi chị xin lỗi vì nhiều tin nhắn quá. Từ anh Thắng. Mã số 76, ok. Mọi người ơi, rất là nhiều tin nhắn. Tí nữa mình sẽ cố gắng dép tin nhắn mọi người nhá. Bây giờ thì mình xin nghỉ một chút bởi vì mình mệt quá rồi. Bye bye mọi người. Hẹn ngày mai tối hoặc là tối nay mình sẽ lại like tiếp cho mọi người xem nhá. Mọi người hãy xem clip giúp mình nhá. Mình rất là cảm ơn mọi người ạ. Tạm biệt mọi người.